Hậu duệ kiếm thần. Diệp Quân. Tập 58. Làm việc. Diệp Quân vừa dứt lời, Diệp An đã xuất hiện bên cạnh hắn. Diệp An quay đầu nhìn Diệp Quân, ánh mắt lộ rõ vẻ mất hứng, ta rất không có nguyên tắc hả? Diệp Quân cười gượng, tỷ, tỷ đã nói, lúc nào có đánh nhau thì gọi tỷ mà. Diệp An ghé mắt liếc hắn một cái rồi quay sang nhìn tội nữ, đây là vợ đệ. Tội nữ chau mày. Diệp Quân vội thanh minh, tỷ, tỷ chớ có nói lung tung, cô ấy không phải đâu. Diệp An bình thản gật đầu, không sao, để có đến mười mấy cô vợ rồi, thêm một cũng không thành vấn đề. Diệp Quân, có đến mười mấy. Tội nữ liếc nhìn Diệp Quân, sắc mặt lộ vẻ quái dị, người này là ngựa giống sao? Diệp Quân chỉ đành im lặng. Tỷ tỷ đang trả thù mình đây mà. Thôi vậy, đành ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Trực giác mách bảo hắn rằng, đấu với tỷ tỷ sẽ không được lợi gì đâu. Thấy Diệp Quân chịu thua, Diệp An mới bỏ qua. Cô ấy quay sang nhìn về phía hai thần tướng kia, đánh thế nào đây? Diệp Quân nhìn tội nữ trầm giọng, dốc sức tấn công. Dốc sức tấn công. Diệp An gật đầu, bước lên một bước, trong tay xuất hiện một thanh trường thương, giây lát sau, cô ấy nhún người, bay thẳng tới chỗ thần tướng bên trái. Gần như cùng lúc, tội nữ cũng biến mất khỏi vị trí. Hai cô gái đều dùng thương. Thấy hai người tấn công lại đây, hai vị thần tướng cũng không nhiều lời, đồng thời ra tay. Khi hai vị thần tướng sắp ra tay, sắc mặt Diệp Quân trở nên căng thẳng, thực lực của hai thần tướng này còn mạnh hơn so với tưởng tượng của hắn. Nhưng cũng vào lúc này, trong đầu hắn chợt nảy ra một ý, hắn tung người lao vút vào trong đại điện. Thấy thế, sắc mặt hai vị thần tướng trở nên cực kỳ khó coi, mẹ kiếp, người này muốn nhân cơ hội lẻn vào ăn trộm, hai người muốn bay về ngăn cản nhưng Diệp An và tội nữ đã chặn đường bọn họ. Diệp Quân nhanh chóng tiến vào đại điện chót lọt. Đại điện trống trải, chỉ có một pho tượng vô diện thần, ngoài ra không có bất cứ thứ gì khác. Thấy thế, Diệp Quân thoáng cau mày. Nhưng đột nhiên, Diệp Quân quay phắt người lại. Cách nơi hắn đúng không xa, có một ông lão vận trường bào rộng, tóc trắng xóa, hai tay giấu trong tay áo, đang lạnh lùng nhìn hắn. Diệp Quân lập tức căng thẳng đề phòng nhìn ông ta. Hắn hoàn toàn không phát hiện ông lão này đứng đó từ bao giờ. Ông lão kia xòe tay, rồi lại nhẹ nhàng nắm vào, trong tích tắc, thời không xung quanh Diệp Quân chợt trở nên vặn vẹo, hàng tỷ vệt sao xuất hiện. Diệp Quân cả kinh, không dám thả lỏng, ngón cái nhẹ nhàng đẩy lên. Vèo! Thánh kiếm Hiên Viên bay ra. Ầm ầm! Thời không trước mặt Diệp Quân đột nhiên vỡ vụn, sau đó, thánh kiếm Hiên Viên chém mạnh về phía ông lão đứng xa xa. Xong, khi thánh kiếm Hiên Viên phóng tới cách ông lão chỉ chừng vài trượng, ông lão chợt bước lên trước, tốc độ như sét đánh. Ầm! Thánh kiếm Hiên Viên bị đánh bay. Con người Diệp Quân co rút lại, hắn vừa có cảm giác như thể có thiên quân vạn mã lao về phía này chèn ép mình, ép đến độ hắn không thể hô hấp nổi. Nhưng cũng vào lúc này, thân thể Diệp Quân chợt trở nên hư ảo, một chớp mắt qua đi, hàng nghìn hàng vạn thanh kiếm phóng ra. Ong! Một tiếng kiếm kêu ngân lên giòn giã, một mảng kiếm quang phóng ra khỏi đại điện. Rầm! Diệp Quân cùng ông lão đồng thời lùi lại. Diệp Quân va cả người vào tượng đá vỡ vụn tức thì. Sau khi dừng lại, Diệp Quân đang định ra tay một lần nữa, nhưng hắn lại phát hiện ra, ông lão kia đang đứng xa xa, nhìn ra sau lưng hắn bằng ánh mắt kinh ngạc tột cùng. Phía sau! Diệp Quân nhăn mày, chậm chậm quay lại. Vừa nhìn rõ tình cảnh sau lưng, hắn đã sửng sốt ngây người. Nơi đó lơ lửng một ảo ảnh màu vàng kim. Khi Diệp Quân còn đang nghi hoặc, ông lão bên kia đã cong chân quỳ xuống, run run gọi, thượng thần. Thượng thần! Diệp Quân sửng sốt. Thần nhất! Lúc này, hai vị thần tướng ngoài điện cũng bất chợt dừng tay, chạy nhanh vào trong điện. Khi vừa thấy ảo ảnh kia, cả hai đều quỳ sụp xuống, run run hô, thượng thần. Diệp An và tội nữ cũng đã đi vào. Khi nhìn thấy ảo ảnh kia, tội nữ lập tức thay đổi sắc mặt. Diệp Quân lẳng lặng nhìn ảo ảnh nọ. Hắn hoàn toàn không cảm nhận được đối phương. Không cảm nhận được bất cứ thứ gì. Cho dù đối phương ở ngay trước mắt, hắn vẫn không hề cảm nhận được một chút hơi thở nào, loại cảm giác này thật quá hoang đường. Bấy giờ, ảo ảnh nọ mới chậm rãi ngẩng đầu,
bước ra cửa đại điện, nhìn về nơi xa. Phía bên kia, ông lão tóc bạc vẫn phủ phục trên đất, thân mình liên tục run rẩy. Hai vị thần tướng cũng run lẩy bẩy như không thể kiềm chế được. Hồi lâu sau, ảo ảnh mới quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, mỉm cười và cất tiếng nói, thì ra là ngươi. Diệp Quân nghi hoặc hỏi, ta. Ảo ảnh khẽ gật đầu. Diệp Quân vẫn không hiểu ý ông ta, tiền bối nói thế là có ý gì. Ảo ảnh chỉ lặng lẽ cười nhẹ. Diệp Quân cũng không gặng hỏi. Lúc này, tội nữ đang đứng một bên chợt lên tiếng hỏi, tiền bối chính là thượng thần. Ảo ảnh liếc nhìn tội nữ, cười nói, ta vẫn thích các ngươi gọi ta là thần nhất hơn. Thần nhất. Nghe vậy, tội nữ chấn động trong lòng, đang muốn quỳ xuống lại bị một sức mạnh hết sức nhu hòa đỡ lên. Cùng lúc đó, hai vị thần tướng và ông lão kia cũng được đỡ dậy. Thần nhất lắc đầu nói, không cần quá câu nệ mấy nghi thức đó. Ông lão kích động nói, thượng thần, rốt cuộc ngài cũng về rồi. Thần nhất lại lắc đầu, nhìn về phía Diệp Quân một cái rồi xòe tay, từ trong tay ông ta, một chiếc ấn màu vàng chậm rãi bay ra, hướng về phía Diệp Quân. Thấy thế, ông lão cùng hai vị thần tướng đều trợn mắt, sắc mặt bàng hoàng không dám tin. Tội nữ cũng khiếp sợ ra mặt. Diệp Quân nghi hoặc hỏi, tiền bối, đây là gì? Thần nhất cười nói, thần ấn. Diệp Quân hỏi, để làm gì ạ? Tội nữ vội vã đi tới cạnh Diệp Quân, run run giải thích, đây là thần vật đứng đầu trong ba chí bảo của thời đại thần, có ấn này trong tay, tất cả mọi người trong thần điện đều phải nghe lệnh, nói cách khác, ngươi bây giờ chính là người thừa kế được thượng thần công nhận. Người thừa kế? Nghe tội nữ nói thế, Diệp Quân tức thì sửng sốt. Tội nữ lại tiếp tục, năm ấy, chúng thần nội chiến, mục đích thực sự chính là để tranh đoạt thần ấn này. Bởi vì nếu chiếm được thần ấn, không chỉ ngang với việc có thêm một chí bảo cực mạnh mà còn có thể dùng thần ấn này để ra lệnh cho toàn bộ cường giả của thần điện quy phục mình. Diệp Quân trầm mặc. Thế nào mà mình lại biến thành người thừa kế rồi? Nhà mình còn chưa thừa kế xong, lại đã phải đi thừa kế nhà người khác. Không được. Di sản này, một khi kế thừa, chắc chắn sẽ kéo theo vô số nhân quả, đến khi đó, mình khó mà tránh khỏi cuộc sống liên tục bị đuổi giết. Diệp Quân vội lắc đầu, muốn từ chối, nhưng nghĩ kỹ lại cảm thấy cự tuyệt người ta như thế thì không được hay lắm. Vì vậy, hắn nhận thần ấn, rồi vội chạy đến chỗ Diệp An, đưa thần ấn cho cô ấy tỷ kế thừa nó đi. Mọi người! Diệp An nhấc mí mắt nhìn Diệp Quân, không nói một lời. Diệp Quân vội năn nỉ tỷ, mau nhận đi mà. Diệp An lắc đầu, ta không muốn. Mọi người! Tội nữ và hai vị thần tướng cùng ông lão nọ đều đã hoàn toàn ngây người. Hai tỷ đệ các người chơi trò gì vậy? Đó là thần ấn đấy. Là chí bảo bậc nhất của thời đại thần nhất. Hơn nữa, đây là vật tượng trưng cho một loại thân phận, đại biểu cho quyền lợi vô biên. Vậy mà hai tỷ đệ các người còn đẩy cho nhau, không muốn lấy. Nghe Diệp An nói thế, Diệp Quân càng nôn nóng hơn, tỷ, thứ này được lắm mà. Diệp An nhìn hắn chằm chằm, có phải đệ lại muốn ăn đòn rồi không? Mặt Diệp Quân cứng đờ ra. Lúc này, tội nữ đã bước tới cạnh Diệp Quân, nhỏ giọng nhắc hắn, đây là thần ấn đấy. Diệp Quân khẽ thở dài, có lẽ người ngoài sẽ cảm thấy thần ấn này chính là một chí bảo vô thượng, nhưng đối với hắn, thứ này chắc chắn không dễ cầm đâu. Thực ra Diệp Quân không ngại nhân quả, nhưng hắn mới được sống yên ổn mấy ngày. Thực sự không muốn bị cuốn vào cuộc đấu của những thế lực khác nữa. Mệt mỏi lắm. Hiện giờ Diệp Quân chỉ muốn co rút trong mai rùa, âm thầm trưởng thành thôi. Thấy Diệp Quân thực lòng không muốn, ông lão tóc bạc không nhịn được bèn nói, này cậu, đó chính là thần ấn đấy. Diệp Quân liếc nhìn ông lão rồi nhanh nhẹn đưa luôn thần ấn cho ông ta, vậy cho ông đấy. Ông lão kia lập tức đơ người, tức giận đến tím mặt. Nếu không phải vì thần nhất còn đang ở đây, ông ta nhất định phải đánh cho tên kia một trận. Thần nhất đứng bên bật cười một tiếng, hỏi, ngươi thực sự không muốn sao? Diệp Quân quay sang phía thần nhất, tiền bối, vì sao muốn đưa vật này cho ta? Thần nhất mỉm cười, chẳng phải chính ngươi đang muốn thành lập một trật tự mới hay sao? Diệp Quân thoáng chau mày. Thần nhất tiếp tục nói, bên trong thần ấn có cất giấu toàn bộ tài sản của thần điện khi ấy. Trong đó bao gồm cả 9 tổ mạch. 9 tổ mạch này là những mạch tổ nguyên chân chính,
có thể liên tục không ngừng sinh ra tổ nguyên, ngoài ra, bên trong còn có một số thần vật năm xưa ta từng lấy được. Diệp Quân vẫn chỉ lặng im. Thần Nhất cười bảo, đã muốn thay trời đổi đất, cần gì phải so tay rụt chân. Nghe vậy, Diệp Quân chăm chú nhìn Thần Nhất một hồi rồi nói, cảm tạ tiền bối đã chỉ dạy. Nói đoạn, hắn thu thần ấn kia vào, lại hỏi, tiền bối, ông có biết tình hình thần điện ngày nay không? Thần Nhất gật đầu, biết. Diệp Quân nhìn Thần Nhất, có rất nhiều người năm ấy từng đi theo ông lại đã phản bội ông. Thần Nhất chỉ lặng lẽ mỉm cười. Diệp Quân nghi hoặc, lẽ nào tiền bối hoàn toàn không có ý kiến gì với việc này sao? Thần Nhất nhìn Diệp Quân, đó là việc của ngươi. Diệp Quân lập tức trầm mặt. Thần Nhất mỉm cười, ngươi đi theo ta một lát. Nói đoạn, ông ấy xoay người, Diệp Quân còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy mình cùng Thần Nhất xuất hiện giữa một vùng tinh không xa lạ. Diệp An cùng những người khác cũng có mặt ở đó. Thần Nhất nhìn vào sâu trong tinh không, nhẹ giọng nói, là người thì đều có ác niệm, có dã tâm và dục vọng. Khi cứ phải làm mãi một việc trong một thời gian thật dài, người sẽ dần cảm thấy buồn chán, và cả cô độc. Vì vậy, người sẽ tìm cách nếm thử những chuyện mình chưa từng làm trước đó. Diệp Quân nhìn Thần Nhất, hỏi tiền bối cũng vì có ác niệm. Thần Nhất mỉm cười, coi là vậy đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Quân trầm giọng, ta nghe chủ nhân bút đại đạo nói, năm đó tiền bối vì muốn thử thần tính. Thần Nhất hỏi, chủ nhân bút đại đạo vẫn còn sống sao? Diệp Quân gật đầu, còn sống, tiền bối cũng biết ông ta. Thần Nhất gật đầu, biết một chút. Diệp Quân hỏi, rốt cuộc ông ta đến từ thời đại nào? Thần Nhất nhìn về phía Diệp Quân, cười hỏi, ông ta không nói cho ngươi biết sao? Diệp Quân lắc đầu, không nói. Thần Nhất cười cười, vậy chờ chính ông ta nói cho ngươi biết đi. Diệp Quân ngán ngẩm không muốn nói thêm nữa. Thần Nhất đột nhiên lại hỏi, ngươi có biết loại người nào là đáng sợ nhất không? Diệp Quân nhìn sang phía Thần Nhất, thấy Thần Nhất đang chăm chú nhìn vào tinh không sâu thẳm, ánh mắt lướt qua tinh hà mênh mang, dừng tại cuối tinh hà, thấy được một người phụ nữ váy trắng. Ông ấy nói khẽ, là người lấy một phần nhân tính áp chế 9 phần thần tính. Người sở hữu toàn bộ nhân tính không đáng sợ. Người sở hữu toàn bộ thần tính cũng không đáng sợ. Nhưng, người có thể lấy một phần nhân tính áp chế 9 phần thần tính. Ông ta từng có toàn bộ nhân tính, cũng từng ở trạng thái có toàn bộ thần tính. Cuối cùng, ông ta muốn lấy nhân tính áp chế thần tính, nhưng kết cục là, ông ta thất bại rồi. Vậy mà hôm nay, ông ta đã thấy có người làm được điều đó. Lấy một phần nhân tính áp chế 9 phần thần tính. Thì ra, chỉ cần đủ mạnh, bất kể thần tính hay nhân tính đều chỉ là nô lệ của mình. Nhìn theo bóng người phụ nữ váy trắng đang ngày càng đi xa, Thần Nhất thoáng nở một nụ cười. Trong nụ cười ấy, có một tia tiếc nuối, nhưng càng nhiều hơn lại là vui mừng. Mừng vì điều ông ta từng nghĩ có khả năng thì đã thực sự có khả năng, có người thực sự không bị thần tính khống chế, có thể lấy nhân tính áp chế thần tính, tiếc nuối chính là, ông ta lại không làm được. Diệp Quân trông theo hướng nhìn của Thần Nhất, phóng mắt về phía xa xa, nhưng chẳng thấy điều gì khác thường. Thần Nhất cũng đã rời mắt khỏi nơi đó, quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, mỉm cười, tiếp theo đây, vũ trụ này giao cho ngươi vậy. Nói đoạn, thân thể ông ta bắt đầu mờ dần đi. Thấy thế, Diệp Quân vội vàng hỏi, tiền bối, những kẻ đã từng phản bội ông đó, chẳng lẽ ông không định quản giáo một chút sao? Thần Nhất chỉ lắc đầu. Diệp Quân không hiểu được, vì sao? Thần Nhất cười nói, mọi người đều có dục vọng riêng cùng với tham niệm, bọn họ cũng có là chuyện rất bình thường, ta không thể yêu cầu tất cả mọi người đều phải làm người tốt, ngươi có hiểu ý ta không? Diệp Quân trầm mặc. Thần Nhất tiếp tục nói, thế giới này có phân chia âm dương, có người tốt thì cũng có kẻ xấu, đó là chuyện rất bình thường. Nói đến đó, ông ta mỉm cười nhìn Diệp Quân. Nếu ngươi muốn cải biến thế giới này thì phải dựa cả vào sự nỗ lực của bản thân, hiểu ý ta chứ? Diệp Quân cười khổ. Đương nhiên hắn hiểu chứ. Hiện giờ hắn đã thừa kế thần ấn, cũng tương đương với việc thừa kế những nhân quả xưa, có thể khẳng định rằng những vị thần trước đó sẽ không tôn thần ấn này của hắn đâu. Không phục thì phải làm sao? Chắc chắn là phải đánh một trận rồi. Diệp Quân khẽ thở dài, mới vừa đánh đi ra từ Tuế Nguyệt Trường Hà.
sang đến đây lại tiếp tục đánh. Mệt chết đi được. Lúc này, thần nhất bất chợt cười bảo, nếu người muốn thành lập một trật tự mới thì có một số việc, cuối cùng nhất định phải làm. Diệp Quân gật đầu, tiền bối có đề nghị gì không? Thần nhất suy nghĩ một chút rồi đáp, chớ quên tâm nguyện ban sơ ấy. Tâm nguyện ban sơ. Diệp Quân im lặng. Lời này nghe đơn giản, nhưng muốn thực hiện được nó lại vô cùng khó khăn. Con người sống một đời dài, thực ra rất dễ lạc lối, đánh mất chính mình, có rất ít người có thể kiên trì giữ lấy bản tâm. Diệp Quân lại hỏi, tiền bối, thực sự đã không còn tồn tại sao? Thần nhất chỉ cười cười, không đáp lại câu hỏi này, bóng hình ông ấy dần mờ đi nhanh chóng. Diệp Quân ngơ ngác nhìn. Chẳng mấy chốc, thần nhất đã hoàn toàn biến mất khỏi tinh không. Biến mất rồi. Diệp Quân trầm mặc nhìn đăm đăm, thần nhất thực sự cứ thế biến mất sao? Diệp An bỗng bước tới bên Diệp Quân, chỉ vào thần ấn trong tay hắn. Diệp Quân vội đưa thần ấn cho cô ấy. Diệp An trừng mắt nhìn hắn, ta không đòi ấn. Diệp Quân không hiểu, thế tỷ muốn cái gì? Diệp An bình thản nói, đệ hiểu mà. Sắc mặt Diệp Quân tức thì xa sầm. Vị tỷ tỷ này chỉ muốn chiếm hời, nhưng không muốn gánh trách nhiệm đây mà. Thật là quá đáng. Lúc này, tội nữ bỗng nhìn về phía ông lão tóc bạc cùng hai vị thần tướng, hắn là người thừa kế của thượng thần thần nhất, các vị có nguyện đi theo hắn không? Nghe tội nữ hỏi thế, Diệp Quân bất giác ngoảnh đầu nhìn về phía ba người kia. Thực lực của ba người này đều cực kỳ khủng bố, đặc biệt là ông lão kia, thực lực của ông ta còn trên cả thần tướng, nếu ba người này chịu đi theo mình thì đó sẽ là một chuyện cực kỳ may mắn. Thấy Diệp Quân nhìn về phía này, ông lão chỉ im lặng không nói. Hai vị thần tướng đưa mắt nhìn nhau rồi chậm rãi quỳ một gối xuống, chúng ta nguyện ý đi theo các hạ. Bọn họ ở lại nơi đây bao năm tháng chính là để chờ thần nhất, nhưng bây giờ, thần nhất đã chọn Diệp Quân làm người thừa kế, tất nhiên họ sẽ tình nguyện đi theo Diệp Quân. Diệp Quân lại nhìn ông lão kia trầm ngâm một hồi rồi lắc đầu, thứ cho ta nói thẳng, cậu không có bất kỳ cơ hội thắng nào đâu. Diệp Quân mỉm cười, thượng thần thần nhất cũng nguyện ý tin ta, ông lại không tin sao? Ông lão nhìn Diệp Quân, cậu có biết mấy vị ngụy thần còn sống mạnh cỡ nào không? Diệp Quân lắc đầu, không biết. Ông lão nhẹ nhẹ lắc đầu, thở dài một tiếng thật khẽ, quả thực cậu rất yêu nghiệt, chừng ấy tuổi đã có thể đạt tới cấp độ này, dù ở thời đại thần nhất cũng rất hiếm có. Nhưng mà, cậu thực sự không đấu lại bọn họ đâu. Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi thẳng thắn nói, nhưng sau lưng ta có người hỗ trợ. Ông lão liếc hắn, có người giúp. Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Ông lão lại lắc đầu, vô ích thôi, cậu hoàn toàn không biết thực lực của đám ngụy thần đó mạnh cỡ nào. Diệp Quân mỉm cười, vậy thôi, tiền bối hãy bảo trọng. Nói đoạn, hắn kéo tay Diệp An quay đầu bước đi. Diệp Quân sẽ không đưa ra yêu cầu thái quá với bất kỳ ai. Chờ chút đã. Xong, ngay lúc này, ông lão kia đột nhiên lên tiếng gọi lại. Diệp Quân quay người lại nhìn ông ta, ông lão do dự giây lát rồi hỏi, cậu muốn người khác hỗ trợ mà không cho thù lao gì sao? Nghe ông lão nói thế, những người có mặt ở nơi này đều sửng sốt. Thù lao? Diệp Quân trợn to mắt, ông, không phải vì tín ngưỡng. Ông lão trầm giọng, có tín ngưỡng cũng cần cái ăn mà. Diệp Quân im lặng. Mình sợ ý quá rồi. Liếc nhìn hai vị thần tướng bên kia, Diệp Quân suy nghĩ chốc lát rồi hỏi, tiền bối, ông muốn cái gì? Ông ta nghiêm nghị nói, trước đây, khi ta đi theo thần nhất đại nhân, hàng năm đều nhận được 100 luồng tổ nguyên. 100. Sắc mặt Diệp Quân tức thì thay đổi. Thấy thế, ông lão kia vội giải thích, cậu có tổ mạch mà, mỗi tổ mạch có thể sinh ra hơn vạn tổ nguyên mỗi tháng. Hơn vạn tổ nguyên. Diệp Quân trợn trừng mắt, thật sao? Ông lão cười khổ, chuyện đó sao ta dám nói chơi chứ? Diệp Quân gật đầu, tốt quá, vậy thì hàng năm tiền bối sẽ có 200 luồng tổ nguyên. Ông lão vội cung kính hành lễ, cảm tạ thượng thần. Thực ra, ngay từ đầu ông ta đã quyết định đi theo thiếu niên này rồi. Thứ nhất là, người trước mắt đây còn trẻ như thế đã có thực lực bậc này, tuyệt đối không phải chỉ có thiên phú là có thể làm được. Sau lưng thiếu niên này nhất định phải có một thế lực vô cùng hùng mạnh, hoặc là một nhân vật nào đó vô cùng đáng sợ. Thứ hai là, thái độ của thần nhất với người này.
khi vừa nhìn thấy thiếu niên này, Thần Nhất đã nói câu gì đầu tiên? Thì ra là ngươi. Ý của câu này chính là, Thần Nhất cho rằng thiếu niên này chính là người sẽ xây dựng nên trật tự mới, bởi vậy mới đưa thần ấn cho hắn, chứ không phải bởi vì Thần Nhất mong muốn thiếu niên này đi lên con đường thành lập trật tự mới. Khác biệt ở đây rất lớn. Nói đơn giản là thế này, cho dù không có thần ấn của Thần Nhất thì thiếu niên này cũng sẽ trở thành người xây dựng trật tự mới. Bởi vậy, ông ta mới quả đoán lựa chọn đi theo. Nhưng đi theo cũng cần có lợi cho mình. Ông ta không thể gửi gắm toàn bộ tương lai vào người này, lợi ích trước mắt cũng nên dành về tay mới an toàn, nếu về sau phát hiện thiếu niên này thật ra không có chỗ chống lưng hùng mạnh nào thì cũng có vốn liếng bỏ chạy. Diệp Quân đang nhìn về phía hai vị thần tướng, nói, hai vị hàng năm cũng nhận mỗi người 100 luồng tổ nguyên. Nghe thấy thế, hai vị thần tướng đồng loạt gặp người thi lễ thật sâu cảm tạ. Diệp Quân cười cười, nhìn sang phía tội nữ. Tội nữ trầm ngâm một hồi rồi quả đoán nói, ta cũng nguyện đi theo ngươi. Cô ta muốn cải biến tội giới, để cải biến tội giới, chỉ có thể dựa vào người trước mặt đây. Người này chính là người thừa kế duy nhất của đạo thống Thần Nhất, nếu hắn đứng về phía tội giới, nhất định sẽ là một sự cổ vũ cực lớn dành cho chúng sinh trong tội giới. Chẳng phải các người nói bọn ta là tội đồ sao? Chẳng phải các người nói bọn ta là kẻ phản bội thượng thần sao? Nhìn đi! Người thừa kế của thượng thần đứng về phía bọn ta cơ mà. Bởi vậy, vì tội giới, cô ta chỉ có một lựa chọn là đứng về phía Diệp Quân. Nếu không đứng vào hàng ngũ của Diệp Quân, chỉ e hòn họ đời đời đều không thể thoát thân, bởi Thần Nhất đã hoàn toàn biến mất rồi. Nghe tội nữ nói thế, Diệp Quân khẽ gật đầu rồi quay sang phía Diệp An. Diệp An chau mày, tay nắm chặt lại. Diệp Quân vội nói ngay, tỷ, của đệ cũng là của tỷ. Chỉ cần tỷ muốn, đệ cho tỷ hết. Tội nữ thấy thế, chỉ biết lắc đầu cười. Đây liệu có phải là hiện tượng áp chế từ huyết mạch mà người ta hay nói đến không nhỉ? Nghe Diệp Quân nói vậy, Diệp An mới từ từ thả lỏng tay rồi nói, không phải ta thèm muốn tổ mạch của đệ, ta làm thế là vì sợ đệ phá sản, trước cứ bỏ sang chỗ ta tổn chữ, sau này đệ lớn lên, ta sẽ trả lại cho. Diệp Quân, mọi người, cuối cùng. Diệp Quân đưa cho Diệp An hai tổ mạch, hắn muốn đưa tận bốn tổ mạch nhưng Diệp An chỉ nhận hai. Diệp Quân cũng hơi bất ngờ về điều đó. Lát sau, đám người rời khỏi đại điện, Diệp Quân nhìn về phía chân trời, rồi quay sang nói với ông lão tóc bạc, tiền bối, ta nên xưng hô với ông thế nào? Ông lão đáp, ta là Mộc Nguyên. Diệp Quân gật đầu, Mộc Nguyên tiền bối, hiện giờ chúng ta đang ở trong thần đồ, làm thế nào mới có thể ra ngoài được? Mộc Nguyên nhìn quanh rồi trầm giọng, thần đồ này có linh, hiện giờ cậu đã là người thừa kế của thượng thần, có thể thử thu phục nó xem sao. Diệp Quân gật đầu, đưa mắt nhìn quanh bốn phía rồi cất tiếng gọi, linh của thần đồ, ra đây nói chuyện đi. Xung quanh không có bất kỳ động tĩnh nào. Diệp Quân chau mày, nhìn Mộc Nguyên. Mộc Nguyên trầm ngâm một lát rồi đề nghị, đánh một trận đi. Diệp Quân dựng ngón cái, thánh kiếm Hiên Viên đột nhiên phóng lên cao. Chân trời nứt vỡ ra, nhưng chỉ thoáng chốc, không gian đã được chữa trị như cũ. Thấy thế, Diệp Quân trầm mặc nhìn về phía Mộc Nguyên, tiền bối, các vị không thể thâu tóm được thần đồ này à? Mộc Nguyên cười khổ, không thể, ở thời đại thượng thần, bốn vật chí bảo đều chỉ tuân theo lệnh của thượng thần, lệnh của người khác, chúng nó không nghe đâu. Diệp Quân nghe nói thế thì xa sầm mặt lại, nhưng chợt nhớ đến một điều, hắn xòe tay. Thần ấn hiện ra trong lòng bàn tay. Cho đến giờ, hắn còn chưa hàng phục được thần ấn này đâu. Diệp Quân hỏi, tiền bối, ta phải làm thế nào thì thần ấn này mới chịu nhận chủ? Mộc Nguyên lắc đầu, không biết. Diệp Quân nhìn ông ta, tiền bối, ông nói nghiêm túc đấy à? Mộc Nguyên cười khổ, những thần bảo đó đều chỉ có thượng thần từng dùng, bọn ta chỉ từng nhìn thấy, chưa từng được dùng bao giờ. Diệp Quân trầm mặc hồi lâu rồi nhìn xuống thần ấn trong tay, nói, hẳn ngươi cũng có linh, ra ngoài trò chuyện một lát. Thần ấn đột nhiên khẽ run lên, sau đó hóa thành một cô gái đứng ngay trước mặt Diệp Quân. Cô gái này vận bộ váy dài màu trắng, mái tóc màu vàng kim, sắc mặt lạnh nhạt, chỉ lẳng lặng nhìn Diệp Quân, không nói một lời. Linh của thần ấn. Diệp Quân đang định nói gì đó, linh của thần ấn bỗng chặn lời, ngươi quá yếu. Ta không muốn đi theo ngươi.
Diệp An đột nhiên vung tay tát một cái thật mạnh. Chuyện xảy ra quá đột ngột, linh của thần ấn không kịp đề phòng, bị Diệp An tát bay ra ngoài. Mọi người đều trố mắt nhìn. Diệp An lạnh lùng nhìn linh của thần ấn, nể mặt ngươi quá nên nhờn đúng không? Mọi người, thật vô dụng. Mọi người đều bối rối ra mặt. Sao bỗng dưng lại đánh nhau rồi? Diệp Quân cũng khá bất ngờ, tỷ tỷ lại bỗng thẳng tay vả mặt đối phương. Tất nhiên, lòng hắn cũng rất cảm động, bởi vì hắn biết tỷ tỷ làm thế là để bênh vực mình. Xa xa, linh của thần ấn bị tát bay đi, ban đầu cô ta ngẩn ngơ, sau đó thì giận tím mặt, ngươi dám đánh ta à? Nói đoạn, cô ta siết chặt hai tay, một ngọn lửa khủng bố từ trong người cô ta bùng ra, nhắm thẳng phía Diệp An. Thấy thế, Diệp Quân tức thì xa sầm mặt, giây lát sau, hai tỷ đệ đồng thời biến mất. Rầm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, linh của thần ấn lại bị đánh văng ra ngoài. Nhưng hai tỷ đệ vẫn chưa chịu ngừng tay, bọn họ tiếp tục đuổi theo hành hung linh của thần ấn. Mộc Nguyên và đám người chứng kiến cảnh tượng kỳ khôi này, tất cả đều trợn tròn mắt, há hốc miệng. Hành hung linh của thần ấn. Cần nhớ một điều, năm đó linh của thần ấn có địa vị cực cao trong thần điện, có thể nói, trừ thần nhất, cô ta hoàn toàn chẳng thèm để mắt bất cứ ai. Đám cường giả trong thần điện khi ấy không một ai dám làm mất lòng cô ta, bởi cô ta do chính thần nhất sáng tạo ra. Nhưng vào lúc này, hai tỷ đệ kia đang hợp lực hành hung ngược đãi linh của thần ấn. Mộc Nguyên nhìn hai tỷ đệ đang hăng say đánh, sắc mặt có vẻ phức tạp. Bởi ông ta đã phát hiện, hai tỷ đệ này ngay từ đầu đã không hề coi linh của thần ấn ra gì. Đây là gia đình kiểu gì thế? Gia đình kiểu gì mà người trong nhà đều chẳng coi linh của thần ấn ra gì? Mẹ kiếp! Thật là quá đáng! Tất nhiên, bên cạnh sự choáng váng, ông ta cũng cảm thấy vô cùng may mắn, may mà ông ta đã chọn đúng phe. Đi theo ai lập nghiệp, nhất định phải chọn cho chính xác, theo người có tiền đồ, mình mới có tương lai. Tội nữ đứng bên chứng kiến cảnh đó, sắc mặt cũng trở nên hết sức phức tạp, đồng thời cũng vô cùng khiếp sợ. Hai tỷ đệ này hoàn toàn không để mắt gì đến thần ấn cả, ngay cả lúc trước gặp thần nhất cũng vậy, thái độ vẫn luôn thong dong bình tĩnh, thoải mái tự nhiên. Đó chính là thần nhất đấy. Tội nữ cũng đang hết sức tò mò về thân phận của Diệp Quân. Bên kia, hai tỷ đệ đã ngừng tay, mà linh của thần ấn cũng bị đánh đến mức thân thể bắt đầu trở nên hư ảo hẳn đi. Linh của thần ấn trừng mắt nhìn chằm chằm hai tỷ đệ Diệp Quân. Nếu không phải do thực lực của ta còn chưa khôi phục, hai người các ngươi. Nói đến đó, cô ta đột nhiên hấp tấp lùi về phía sau cả nghìn trượng, bởi vì cô ta nhìn thấy Diệp An đã siết nắm đấm. Diệp Quân liếc nhìn linh của thần ấn một cái, nói ngắn gọn, từ nay, ngươi được tự do. Dù sao thì bảo vật trong thần ấn đã bị hắn lấy hết, bỏ vào tiểu tháp rồi, thần ấn này với hắn mà nói, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Có bảo vật gì? Để ở chỗ tháp gia đương nhiên phải an toàn hơn chỗ khác. Tất nhiên, cũng phải đề phòng tháp gia tham ô. Tiểu tháp, nghe Diệp Quân nói thế, linh của thần ấn sửng sốt cả người, ý là sao? Người này, nói không cần mình nữa. Diệp Quân nói xong liền kéo tay Diệp An rời đi. Thấy thế, Mộc Nguyên cùng hai vị thần tướng chỉ trần trừ giây lát liền cất bước đi theo. Tội nữ nhìn về phía linh của thần ấn còn đang ngây người ở nơi xa. Lắc lắc đầu, cũng đi theo đám người Diệp Quân. Vị linh của thần ấn này quá coi trọng bản thân rồi. Cô ta còn chưa hiểu ra, hai tỷ đệ kia thật sự không để mắt tới cô ta lắm đâu. Thấy Diệp Quân cùng những người kia đã rời đi, sắc mặt linh của thần ấn tức thì trở nên cực kỳ khó coi. Thực ra cô ta chưa hề nghĩ đến chuyện rời đi tự do, bởi vì thần nhất đưa cô ta cho Diệp Quân chắc chắn phải có thâm ý nào đó. Linh của thần ấn hoàn toàn tín nhiệm mọi quyết định của thần nhất. Chỉ có điều, cô ta không có ý định nhận Diệp Quân làm chủ nhân, hoặc nói cách khác, cô ta mong muốn trong quá trình hợp tác với Diệp Quân, chính cô ta mới nắm giữ vai trò chủ đạo. Song điều cô ta không ngờ tới là, thiếu niên kia lại hoàn toàn không để mắt tới cô ta. Quá khinh người rồi. Bên kia, Diệp Quân dẫn đám người bay lên tinh không, tìm kiếm hồi lâu vẫn không tìm được đường ra. Dù tất cả đã hợp lực phá vỡ thời không cũng không thể thoát được, vì chỉ trong tích tắc, thời không đã được chữa trị như cũ. Điều này khiến Diệp Quân rất đau đầu. Thần đồ này cũng lắm chiêu ghê.
Hừ. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh từ phía bên kia truyền đến tai mọi người. Đám người quay lại nhìn, nhận ra đó chính là linh của thần ấn. Diệp Quân liếc nhìn linh của thần ấn, hỏi có phải ngươi lại muốn ăn đòn nữa đúng không? Linh của thần ấn căm tức trừng mắt với Diệp Quân, nếu không phải vì tu vi của ta còn chưa khôi phục thì loại như ngươi, ta chấp 100. Diệp Quân thản nhiên vặn lại, thật à? Thấy thái độ của Diệp Quân vẫn không mặn mà gì, linh của thần ấn nổi giận, không tin, ngươi hỏi thử lão già bên kia xem. Mộc Nguyên liếc nhìn linh của thần ấn nhưng không nói lời nào. Diệp Quân quay sang phía ông ta, Mộc Nguyên do dự một hồi mới nói, việc này, hiện giờ mọi người đều bị nhốt trong thần đồ rồi, dĩ hòa vi quý thì hơn. Diệp Quân chỉ lắc đầu cười cười. Linh của thần ấn hừ lạnh một tiếng, bảo, một thần đồ nhỏ xíu cũng làm khó được các người, thật là vô dụng. Nghe linh của thần ấn nói thế, Mộc Nguyên ngao ngán lắc đầu, linh của thần ấn này thật là không biết điều. Nhưng vị này, ông ta cũng không dám chọc vào. Tội nữ nhìn về phía linh của thần ấn, tiền bối có biện pháp thoát ra ngoài chứ? Linh của thần ấn thản nhiên đáp, tất nhiên. Tội nữ vội hỏi, nên làm thế nào mới đi ra được? Linh của thần ấn liếc nhìn Diệp Quân, chẳng phải hắn rất có năng lực đó sao? Ngươi hỏi hắn đi. Tội nữ. Diệp Quân liếc nhìn linh của thần ấn, nói thần ấn, nếu ngươi muốn được tự do thì bọn ta cũng tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, không cưỡng ép ngươi đi theo bọn ta. Nhưng nếu người muốn đi theo ta thì nhất định phải nghe theo ta, hiểu không? Linh của thần ấn lạnh lùng nói, ngươi là do chủ nhân chọn, không phải ta. Diệp Quân bèn thong dong nói, chủ nhân của ngươi đã biến mất, hiện giờ ngươi được tự do. Linh của thần ấn trầm mặc. Diệp Quân tiếp tục nói, tỷ đệ ta với ngươi không thù không oán, cũng không muốn kết thù hận với ngươi, vì thế, nếu ngươi thật lòng không muốn đi cùng chúng ta cũng không vấn đề gì. Ngươi có thể tự do rời đi. Linh của thần ấn chăm chú nhìn Diệp Quân, ngươi có biết năm xưa đám ngụy thần kia đã tranh ta đến long trời lở đất thế nào không? Diệp Quân lắc đầu, ta không cho rằng thần ấn mới là thứ đại biểu cho thượng thần mới, ta cũng không cho là không có thần ấn thì ta đây không thể sáng lập một trật tự mới. Mộc Nguyên đứng bên thoáng liếc nhìn Diệp Quân, đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tội nữ cũng chăm chú nhìn Diệp Quân. Linh của thần ấn trầm mặc một lát mới nói, ta đi theo ngươi. Diệp Quân nghi hoặc, vì sao? Linh của thần ấn nhìn hắn, ta tin tưởng quyết định của chủ nhân. Nói xong, cô ta hóa thành một tia sáng, phóng lên cao. Vùng tinh không trên đỉnh đầu mọi người chợt xuất hiện một vòng xoáy sáng màu vàng kim. Diệp Quân kinh ngạc nhìn, nhưng cũng vào lúc này, trong vòng xoáy nọ bỗng truyền ra những tiếng kêu thảm thiết. Mộc Nguyên vội nói, đó là tiếng của thần đồ. Nói đến đó, ông ta mỉm cười, thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Giây lát sau, khoảng không phía trên đám người chợt xuất hiện một luồng sáng, ngay sau đó, giọng linh của thần ấn từ trong đó vẳng ra, lên đi. Mọi người cùng phóng mình lên cao, tiến vào bên trong luồng sáng. Chẳng mấy chốc, họ đã xuất hiện trên bờ vực thẳm. Ra được rồi. Diệp Quân hít sâu một hơi. Linh của thần ấn xuất hiện trước mặt hắn, trong tay còn nắm một bức họa. Diệp Quân hỏi, đó là thần đồ. Linh của thần ấn hừ lạnh một tiếng, vẻ như không muốn đáp lời. Song cô ta chợt nghĩ, hiện giờ mình đã thành người dưới trướng kẻ này, vẫn nên lịch sự cung kính một chút thì hơn. Vì thế, cô ta khẽ gật đầu một cái, ném thần đồ cho Diệp Quân. Diệp Quân nhận thần đồ, quan sát một chốc rồi hỏi, thu phục nó bằng cách nào? Linh của thần ấn đáp, ta theo ngươi, dĩ nhiên nó sẽ nghe lời ngươi. Diệp Quân cười bảo, có người nói, ở thời đại thần nhất có bốn chí bảo, ngươi là lão đại của bọn chúng phải không? Linh của thần ấn ngạo nghễ cười, tất nhiên rồi. Diệp Quân gật đầu, vậy sau này phải nhờ vào ngươi nhiều rồi. Nghe Diệp Quân nói thế, linh của thần ấn liếc nhìn hắn một cái, thiện cảm dành cho Diệp Quân tăng lên không ít. Đúng lúc này, Mộc Nguyên đứng bên đột nhiên xen vào, Diệp thiếu, cậu xem kìa. Diệp Quân quay sang phía Mộc Nguyên chỉ, cách đó chừng nghìn trượng có một người đàn ông trung niên mặc chiến giáp đang quỳ gối, hai mắt nhắm nghiền, máu tươi đang liên tục tràn ra từ hốc mắt. Mộc Nguyên trầm giọng, đó là thần tướng Trấn Thiên. Diệp Quân nhìn Mộc Nguyên, hỏi thần tướng Trấn Thiên. Mộc Nguyên gật đầu, trong số các thần tướng,
gã có thể xếp vào hàng 5 người mạnh nhất, nhưng sao gã lại quỳ ở đó nhỉ? Diệp Quân liếc nhìn thần tướng Trấn Thiên, hắn cũng có cùng một thắc mắc với Mộc Nguyên, sao lại quỳ ở đó? Mộc Nguyên lắc đầu, sắc mặt lộ vẻ căng thẳng, thực lực của người này vô cùng mạnh mẽ, người thường hoàn toàn không có khả năng chế ngự gã, càng đừng nói bắt gã quỳ, để ta đi hỏi xem. Dứt lời, ông ta lắc mình, thoáng cái đã xuất hiện trước mặt thần tướng Trấn Thiên, ông ta nhìn vị thần tướng đang quỳ, hỏi Trấn Thiên, quỳ ở đó làm gì vậy? Trấn Thiên cau mày, Mộc Nguyên, ông chưa chết à? Mộc Nguyên cười bảo, còn vất vưởng sống sót. Trấn Thiên chỉ lẳng lặng lạnh nhạt nhìn, không hồi đáp câu hỏi trước đó. Mộc Nguyên hỏi lại, Trấn Thiên, người quỳ ở đây làm gì? Trấn Thiên tức tối, ta thích quỳ đấy, có được không? Mộc Nguyên trừng mắt với ông ta, có phải người bị người ta đánh không? Trấn Thiên tức thì giận dữ tím mặt, ai có thể đánh ta? Mộc Nguyên gật đầu, nói cũng phải, vậy ông đứng lên đi. Trấn Thiên trầm giọng, Mộc Nguyên, ông chớ có xen vào việc của người khác, cần đi làm gì thì làm đi, đừng lề mề ở đây. Nghe Trấn Thiên nói thế, sắc mặt Mộc Nguyên tức thì trở nên cổ quái hết sức, đúng là người bị người ta đánh thật rồi. Trấn Thiên, Mộc Nguyên hết sức nghi hoặc, với thực lực của Trấn Thiên, trừ khi gặp phải mấy vị ngụy thần, nếu không, người thường sao có thể là đối thủ của gã được. Càng đừng nói người nọ còn bắt gã quỳ ở đây như thế, tình thế này là bị áp chế tuyệt đối rồi. Nghĩ tới đó, Mộc Nguyên bèn hỏi, ai ra tay thế? Trấn Thiên chỉ trầm mặc. Bởi vì gã cũng không biết đối phương là ai. Gã chỉ nói nhảm đôi câu thôi, sau đó, liền bị đánh một trận hiểm, còn bị trấn áp bắt quỳ ở đây. Mà người ra tay với gã thậm chí còn chẳng biết là ai. Mộc Nguyên bỗng nói, Trấn Thiên. Người cứ đứng lên hãng nói, quỳ như thế không hay lắm. Trấn Thiên tức giận, ông tưởng ta đứng lên được chắc. Mọi người đều sửng sốt. Lúc này Trấn Thiên cảm thấy khổ sở thật sự, vì người phụ nữ đó để lại kiếm khí trong người gã, kiếm khí đó không làm tổn thương đến tính mạng của gã nhưng lại trấn áp gã. Chỉ cần động đậy thì gã sẽ phải chết. Thế nên gã không dám động. Ngay lúc này Diệp Quân ở một bên bỗng bước đến trước mặt Trấn Thiên. Hắn nhìn Trấn Thiên, cảm thấy hơi khó hiểu vì hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc trong người Trấn Thiên. Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Diệp Quân, Trấn Thiên nhíu mày, nhìn gì mà nhìn. Diệp Quân trầm giọng nói, có phải trong người ngươi có một luồng kiếm khí? Trấn Thiên sửng sốt, sau đó nói, sao ngươi biết? Có thật. Diệp Quân nhìn Trấn Thiên, người ra tay với ngươi trông thế nào? Trấn Thiên nhíu mày. Không vui nói, có liên quan gì đến ngươi? Diệp Quân bình tĩnh nói, vậy thì ngươi cứ quỳ tiếp đi. Nói rồi hắn dẫn Diệp An xoay người đi. Mộc Nguyên đó lạnh nhạt nhìn Trấn Thiên, đã nhiều năm trôi qua mà ngươi vẫn ngu ngốc như thế, đáng đời, cho ngươi quỳ ở đó. Trấn Thiên, thấy mấy người Diệp Quân đi định, Trấn Thiên do dự rồi nói, bà ta mặc một bộ váy trắng. Váy trắng, nghe Trấn Thiên nói thế. Diệp Quân khẽ run lên, cứng người đứng đó. Cô váy trắng. Diệp Quân xoay người nhìn Trấn Thiên, ánh mắt sáng rực, ngươi gặp bà ấy rồi à? Trấn Thiên nhíu mày, hỏi ngược lại, ngươi quen bà ta hả? Diệp Quân gật đầu. Lần này đến lượt Trấn Thiên sửng sốt. Diệp Quân chậm rãi bước đến trước mặt Trấn Thiên, cô ta là một người tốt, tính tình cũng rất tốt, sẽ không vô duyên vô cớ ra tay. Có phải ngươi đã làm gì để bà ấy tức giận không? Tiểu tháp, nghe Diệp Quân nói thế, Trấn Thiên lắc đầu, ngươi nói tính tình bà ta tốt, ta không dám gật bừa. Tính tình tốt, người phụ nữ đó trông không giống người có tính tình tốt. Diệp Quân cũng không nói gì thêm, dẫn Diệp An xoay người đi. Thấy Diệp Quân đi, Trấn Thiên vội nói, khoan đã. Diệp Quân quay đầu nhìn Trấn Thiên do dự, sau đó nói. Ngươi có thể phá giải kiếm khí đó giúp ta, đúng không? Diệp Quân bình tĩnh nói, chắc là có thể đấy. Trấn Thiên im lặng một hồi rồi nói, nếu ngươi ra tay giúp đỡ thì xem như ta nợ ngươi. Diệp Quân lắc đầu, không thèm. Nói rồi hắn xoay người bỏ đi. Nghe Diệp Quân nói thế, sắc mặt Trấn Thiên trở nên khó coi. Mộc Nguyên ở một bên lạnh nhạt nhìn Trấn Thiên, đến lúc này rồi mà vẫn chưa sáng mắt sao? Nói rồi ông ta xoay người đi. Sắc mặt Trấn Thiên cực kỳ khó coi, hắn không lên tiếng cầu xin nữa,
chỉ nhìn chằm chằm mấy người Diệp Quân. Sau khi mấy người Diệp Quân đi khỏi, gã ngẩng đầu lên nhìn tinh không thần lăng. Hả? Lúc này một giọng nói già nua vang lên ở tận cuối tinh không. Trấn Thiên nhìn tinh không, cứu ta. Giọng nói đó, tại sao? Trấn Thiên bình tĩnh nói, nếu ông cứu ta, ta sẽ nói cho ông nghe một bí mật. Giọng nói đó, nói đi. Trấn Thiên nói, cứu trước đã. Giọng nói đó trở nên lạnh lùng, người còn sự lựa chọn khác sao? Trấn Thiên im lặng một lúc, sau đó nói, thanh niên đó có được thần đồ, không chỉ thế ta còn cảm nhận được khí tức thần ấn trên người hắn, xem ra truyền thừa của thượng thần thần nhất đã bị hắn đoạt mất rồi. Gì cơ? Trong tinh không vang lên tiếng hoảng hốt, sau đó thời không bị phá vỡ, một người đàn ông trung niên mặc thần bào bước ra. Thần lăng nhìn Trấn Thiên, ánh mắt nóng rực, là thật à? Trấn Thiên gật đầu, không thể nào sai được. Thần lăng híp mắt, ánh mắt sáng ngời, không biết đang nghĩ gì. Trấn Thiên nhìn thần lăng, có thể cứu ta được chưa? Sở dĩ gã không cầu xin Diệp Quân là vì gã có cách khác. Thần lăng tiến đến trước một bước đến trước mặt Trấn Thiên, ông ta đặt tay phải lên vai Trấn Thiên. Khi cảm nhận được kiếm khí trong người Trấn Thiên, ông ta cũng không để ý lắm, tay phải dùng sức, một luồng sức mạnh đi vào trong cơ thể Trấn Thiên, sau đó phá vỡ kiếm khí đó, thế nhưng ngay lúc này. Kiếm khí bỗng thoát ra khỏi cơ thể, đi thẳng vào giữa trán thần lăng. Thoáng chốc cơ thể hai người đồng thời biến mất với tốc độ có thể thấy. Giết cả hai. Thần lăng sửng sốt, sau đó nhìn Trấn Thiên mặt ngơ ngác trước mặt, chết tiệt, mẹ nó. Nói rồi hai người biến mất không thấy tăm hơi. Thần hồn bị tiêu diệt. Ở một bên khác, trong tinh không, Diệp Quân bỗng dừng lại, hắn nhíu mày. Diệp An quay đầu nhìn Diệp Quân hỏi, sao thế? Diệp Quân bình tĩnh nói, trước khi chúng ta đi vào thần đồ, đệ từng cảm nhận được một khí tức cực mạnh, bây giờ nghĩ lại chắc khí tức đó chính là Trấn Thiên. Mộc Nguyên ở một bên trầm giọng nói, cậu Diệp lo sợ chuyện cậu lấy được thần ấn đã truyền ra ngoài à? Diệp Quân gật đầu. Thần ấn. Năm đó thứ này đã gây ra cuộc nội loạn ở thần điện, nếu bây giờ xuất hiện trong tay hắn, chúng thần sẽ bỏ qua cho hắn sao? Chắc chắn là không. Mộc Nguyên bỗng nói, ta đi giải quyết gã. Nói xong, ông ta xoay người biến mất đi. Nhưng không lâu sau, Mộc Nguyên lại quay về trước mặt Diệp Quân, sắc mặt ông ta hơi khó coi, không thấy đâu nữa. Diệp Quân nhíu mày, không thấy nữa ư. Mộc Nguyên gật đầu, lúc ta đến đó thì đã không thấy nữa. Diệp Quân nhíu mày, không thể nào, gã không thể thoát khỏi kiếm khí mà cô váy trắng để lại. Mộc Nguyên trầm giọng nói, tiếp theo chúng ta nên làm sao? Tội nữ bỗng nói, đến tội thành. Diệp Quân nhìn tội nữ trầm giọng nói, chúng ta đi gặp Mục Khánh đại nhân. Diệp Quân nói, vị thần của tội giới đó à? Tội nữ trầm giọng nói, đại nhân không thích người khác gọi người là thần. Diệp Quân nhìn tội nữ, không nói gì. Tội nữ nhìn Diệp Quân, người lo đại nhân có ý đồ với thần ấn sao? Diệp Quân gật đầu. Tội nữ lập tức lắc đầu, không thể nào, người không thể nào tưởng tượng được tín ngưỡng của Mục Khánh đại nhân với thượng thần thần nhất đâu, ngươi là người thừa kế của thượng thần thần nhất, chắc chắn đại nhân sẽ trung thành với ngươi. Mộc Nguyên ở một bên bỗng nói, cô nương, cô vẫn còn non trẻ quá. Tội nữ nhìn Mộc Nguyên trầm giọng nói, Mục Khánh ấy à, ta biết năm đó ông ta cũng được xem là người khiêm tốn nhất lúc ở thần điện, không tranh không đoạt. Cũng không tham dự vào bất kỳ cuộc tranh chấp phe phái nào, nhưng cuối cùng ông ta sống sót sau cuộc nội chiến, chỉ riêng điều này thôi cũng thấy được ông ta không đơn giản. Nghe thế tội nữ lặng thinh. Mộc Nguyên nói tiếp, làm gì cũng nên nhìn trước trông sau, thế nên ta đề nghị chúng ta tạm thời không nên tiết lộ chuyện thần ấn xuất hiện, nếu không một khi để lộ, sẽ khiến những kẻ năm đó lại phát điên. Phải biết rằng, thần ấn không chỉ là một biểu tượng cho thân phận, mà còn có rất nhiều bảo vật do thượng thần thần nhất để lại trong đó, nếu bây giờ để bị bại lộ, đám già chết tiệt kia chắc chắn sẽ chạy đến cướp nó như kẻ điên. Ông ta ngừng lại rồi nói tiếp, đáng sợ nhất là chúng hợp sức lại với nhau. Hợp sức? Nghe thế mí mắt Diệp Quân khẽ giật. Mộc Nguyên nhìn Diệp Quân, cậu Diệp, cấp bách hiện giờ là phải làm hai việc, đầu tiên là thu phục hai tổ thú âm dương mà thượng thần thần nhất để lại, chúng tuyệt đối trung thành với thượng thần thần nhất.
cậu có thần ấn, có cơ hội rất lớn để thu phục chúng. Việc thứ hai là nhanh chóng nâng cao thực lực của cậu. Tóm lại, mục đích hiện giờ của chúng ta là khiêm tốn phát triển. Diệp Quân bỗng cười nói, Mộc Nguyên tiền bối, trước kia ông làm gì ở thần điện? Mộc Nguyên mỉm cười, ta là văn thần thị, chủ yếu xử lý vài việc hành chính của thần điện, quản lý vũ trụ. Diệp Quân nói, thì ra là thế. Mộc Nguyên nói, cậu Diệp, với thực lực bây giờ của chúng ta vẫn không thể địch lại đám ngụy thần kia, nếu cậu muốn có được lòng trung thành của những thuộc hạ trước kia của thượng thần thần nhất thì cậu phải nâng cao thực lực, nếu không có thể họ sẽ không đi theo cậu. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Hắn nhìn Mộc Nguyên và tội nữ, sau đó nói, ta dẫn hai người đến một nơi. Dứt lời, hắn dẫn hai người kia đi vào tiểu tháp. Vừa bước vào tiểu tháp, hai người kia đều sửng sốt. Vài giây sau vẻ mặt hai người trở nên nghiêm trọng, nhất là Mộc Nguyên, ông ta nhìn xung quanh, cảm thấy vô cùng chấn động. Lúc này ông ta bỗng nhận ra hình như mình đánh giá cậu Diệp này hơi thấp. Sau khi vào tiểu tháp, Diệp Quân đi đến trước một đại điện này là đại điện trong thần ấn, được hắn chuyển vào trong tiểu tháp. Bảo vật mà thần nhất để lại đều ở trong đại điện này. Khi nhìn thấy đại điện này, vẻ mặt Mộc Nguyên trở nên phức tạp, thần nhất điện. Diệp Quân nhìn Mộc Nguyên khẽ nói, là đại điện chuyên dùng để tu luyện của thượng thần vào năm đó, người ngoài không được đi vào. Diệp Quân bước đến chỗ đại điện. Nhưng Mộc Nguyên lại đứng tại chỗ. Diệp Quân nhìn Mộc Nguyên do dự rồi nói, ta không vào đâu. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Mộc Nguyên trầm giọng nói, thượng thần thần nhất từng nói người ngoài không được phép vào. Diệp Quân lắc đầu, vào trong đi, bên trong có vài thứ ta không hiểu lắm, muốn hỏi ông. Nói rồi hắn bước vào đại điện. Dĩ nhiên Diệp An sẽ không quan tâm thượng thần gì đó, cô ấy cũng đi vào trong, với cô ấy. Đồ của đệ đệ cũng là đồ của mình. Đều là người một nhà. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Tội nữ không nghĩ quá nhiều, cũng đi vào trong đại điện. Mộc Nguyên do dự một lúc, sau đó đi theo. Ông ta cũng muốn xem những bảo vật mà thượng thần từng để lại. Đại điện không lớn, trong điện là đủ loại sách thần, hệt như một hiệu sách. Diệp Quân bước đến trước một giá sách trong đó, cầm một quyển cổ lên mở ra. Ngay lập tức có vô số ký tự màu vàng óng tràn vào trong ý thức của hắn, thoáng chốc trước mắt Diệp Quân biến thành một tinh hải, giữa tinh hà mênh mông, có rất nhiều chữ cổ màu vàng lơ lửng, những chữ cổ màu vàng này như dòng sông chảy trong ngân hà. Đúng lúc này, giọng Mộc Nguyên bỗng vang lên trong đầu Diệp Quân, đây là tinh hà thư trong truyền thuyết, nó là một món thần bảo, chỉ đứng sau tứ đại thần bảo. Cậu có thần ấn, nó đã chủ động nhận cậu là chủ rồi, cậu có thể chi phối nó. Diệp Quân bỗng xòe tay ra, vô số chữ cổ tụ thành một thanh kiếm rồi rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Không chỉ thế, vũ trụ tinh hà vô tận cũng biến thành rất nhiều tinh quang nhập vào trong kiếm của hắn. Vũ trụ trong kiếm. Cảm nhận được thế, Diệp Quân không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên cảm thấy hứng thú. Vũ trụ trong kiếm. Trong tinh hà thư, tự hình thành một vũ trụ, lúc Diệp Quân nắm giữ tinh hà thư này, tương đương với việc nắm giữ sức mạnh của một vũ trụ. Nói cách khác, hắn có thể dung hợp vũ trụ vào trong kiếm. Diệp Quân nắm thanh kiếm trong tay, chậm rãi nhắm mắt lại, lúc này, hắn cảm nhận được sức mạnh vô tận của tinh hà. Luồng sức mạnh này vô cùng mạnh mẽ, khiến hay khẽ run rẩy. Một lúc sau, Diệp Quân chậm rãi mở mắt ra, nhìn kiếm trong tay với vẻ nghiêm túc. Hắn phát hiện mình đã đánh giá thấp những bảo vật cổ thần này rồi. Uy lực của những bảo vật thời cổ còn mạnh hơn hắn dự đoán, thần ấn kia không hề nói dối, nếu đối phương đạt tới thời kỳ đỉnh cao thì hắn và tỷ tỷ chắc chắn không phải là đối thủ, thần ấn còn thấp hơn một bậc so với tinh hà đồ. Một lúc sau, Diệp Quân thu kiếm lại, hắn nhìn bàn sách, trên bàn có một cánh cửa đồng to bằng lòng bàn tay. Diệp Quân hơi tò mò. Lúc này, Mộc Nguyên bên cạnh nói, chủ đạo môn. Diệp Quân nhìn Mộc Nguyên, chủ đạo môn. Mộc Nguyên gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, đây là một món đại sát khí, được xưng là mạnh nhất trong tứ đại thần vật, bên trong có chu đạo trận cực kỳ đáng sợ, do chính thượng thần thần nhất tạo ra. Diệp Quân gật đầu, định cầm chu đạo môn lên, nhưng bị Mộc Nguyên ngăn lại, đợi đã. Diệp Quân nhìn Mộc Nguyên trầm giọng nói, cậu Diệp,
trận pháp bên trong là do sát khí trên thế gian tụ lại tạo thành, người bình thường tiếp xúc sẽ bị ăn mòn trong nháy mắt. Nghe vậy, Diệp Quân trở nên hứng thú, do sát khí trên thế gian tụ lại tạo thành sao? Mục Nguyên gật đầu, đúng vậy, khi đó Thượng Thần Thần Nhất đã dùng thần thông vô thượng để thu thập sát nghiệp, sau đó dùng sát nghiệp đánh vào Chu Môn Đạo, tạo thành trận pháp cậu Diệp, thứ này được coi là hung khí số một trên thế giới, vô cùng hung ác, cậu tuyệt đối không được chạm vào nó. Diệp Quân mỉm cười, ta thử xem. Sát nghiệp. Hắn không hề sợ sát nghiệp. Hắn là người mang huyết mạch phong ma. Thấy Diệp Quân định thử, Mộc Nguyên do dự nói, vậy cậu Diệp cẩn thận. Diệp Quân gật đầu, dùng tay phải cầm Chu Môn Đạo lên, Diệp Quân mở trừng mắt, ngay lập tức, một luồng sát ý đáng sợ từ trong cơ thể hắn bắn ra, sau đó, hai mắt hắn đỏ ngầu. Thấy cảnh này, sắc mặt mọi người đều thay đổi, sau đó liên tục lùi về phía sau, bởi vì sát khí tỏa ra vô cùng đáng sợ. Diệp An nhìn Diệp Quân. Trong mắt đầy vẻ lo lắng, huyết mạch phong ma trong người Diệp Quân đã hoàn toàn thức tỉnh. Một khi Diệp Quân rơi vào phong ma, thì không ai có thể áp chế được huyết mạch phong ma của hắn. Diệp Quân nắm chặt hai tay, đồng thời huyết mạch phàm nhân và huyết mạch viêm hoàng trong cơ thể bắt cũng bắt đầu thức tỉnh, sau đó đối kháng với huyết mạch phong ma. Thấy vậy, Mộc Nguyên vô cùng kinh ngạc, không ngờ ba loại huyết mạch trong cơ thể Diệp Quân lại đáng sợ như vậy. Bình thường có một loại huyết mạch đã là tài giỏi lắm rồi, vậy mà Diệp Quân lại có đến ba loại huyết mạch đặc biệt. Thật kinh khủng. Dưới sự áp chế của huyết mạch phàm nhân và huyết mạch viêm hoàng, Diệp Quân dần tỉnh táo, sau đó Diệp Quân vội vàng buông Chu Đạo Môn ra. Hắn buông Chu Đạo Môn ra thì lùi lại phía sau, sau khi dừng lại, hắn nắm chặt hai tay, huyết mạch phong ma trong cơ thể dần bình tĩnh lại. Một lúc sau, Diệp Quân dần trở lại bình thường. Diệp An kéo cánh tay Diệp Quân, lo lắng hỏi, không sao chứ? Diệp Quân hít một hơi thật sâu, nói, vẫn ổn. Nói xong hắn nhìn Chu Đạo Môn với vẻ kinh ngạc. Vừa rồi, hắn cảm nhận được sát ý vô tận, sát khí này mạnh đến mức hắn chưa từng thấy, hơn nữa hắn còn cảm nhận được một luồng khí tức thần bí trong Chu Đạo Môn. Luồng khí tức đó rất mơ hồ, nhưng vẫn bị hắn tìm ra. Diệp Quân nhìn Mộc Nguyên, Mộc Lão. Ta cảm nhận được một luồng khí tức trong Chu Đạo Môn, ông biết khí tức đó là gì không? Mộc Nguyên nhíu mày, khí tức. Diệp Quân gật đầu. Mộc Nguyên suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, ta không biết. Vật này do Thượng Thần Thần Nhất tạo ra, sau khi làm xong, ông ta đã đưa nó cho Thần Tướng Ác Minh, vì vậy chỉ có Thần Tướng Ác Minh và Thượng Thần Thần Nhất biết rõ thứ này. Diệp Quân nhìn Chu Đạo Môn một hồi rồi nói, vật này không đơn giản. Hắn không dám thử cầm Chu Đạo Môn lần nữa, bởi vì thứ này có thể khiến huyết mạch phong ma trong người hắn trở nên điên cuồng hơn. Nhưng vẫn có thể sử dụng trong lúc liều mạng. Thứ này có thể cải thiện huyết mạch phong ma. Diệp Quân quay đầu nhìn giá sách xung quanh, trong đó có vài cuốn sách do Thần Nhất tự viết, còn có ít sách do Thần Nhất sưu tầm. Chẳng mấy chốc, ánh mắt của Diệp Quân đã rơi vào một cuốn sách cổ màu đen. Diệp Quân xòe bàn tay. Cuốn sách màu đen chậm rãi bay tới trước mặt hắn, hắn mở ra xem, trên cuốn sách có vài ký tự cổ bí ẩn. Diệp Quân nhìn với vẻ nghi ngờ, hắn đưa sách cổ cho Mộc Nguyên cũng nghi hoặc. Thấy vẻ mặt của Mộc Nguyên, Diệp Quân hơi bất ngờ, Mộc Lão cũng không biết sao. Mộc Nguyên lắc đầu, không biết. Diệp Quân hơi nghi ngờ. Mộc Nguyên trầm giọng nói, đây không phải chữ ở thời đại của ta. Ta nghe theo ngươi. Diệp Quân cẩn thận quan sát cuốn sách cổ màu đen, sau đó dung nhập thần thức của mình vào trong đó, nhưng khi thần thức của hắn vừa tiếp xúc sách cổ thì biến mất không tăm tích. Thấy vậy, Diệp Quân hơi kinh ngạc, thần thức không thể tiến vào. Thật thú vị! Diệp An chạm vào cuốn sách cổ, một lúc sau, lông mày khẽ nhíu lại. Diệp Quân hỏi, sao thế? Diệp An suy nghĩ một lát rồi nói, thứ này hơi đặc biệt, để cẩn thận chút. Diệp Quân tò mò hỏi, tỷ phát hiện ra thứ gì rồi sao? Diệp An lắc đầu, chỉ là trực giác mà thôi. Trực giác? Diệp Quân hơi bất ngờ, sau đó lắc đầu cười. Diệp An nhìn Diệp Quân, không tin thì thôi. Diệp Quân lắc đầu, để tin. Bởi vì trực giác của hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm. Diệp Quân đặt cuốn sách cổ trong tay về vị trí cũ, sau đó nhìn một chiếc nhẫn cách đó không xa. Chiếc nhẫn này được mạ vàng.
bên ngoài lắc một chữ, nhất. Sau khi đi vào, Diệp Quân phát hiện ánh mắt của Mộc Nguyên luôn nhìn chiếc nhẫn. Diệp Quân xòe bàn tay ra, chiếc nhẫn bay vào tay hắn, khi thần thức của hắn tiến vào chiếc nhẫn, hắn sững sờ, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên, không nói gì, cất chiếc nhẫn đi. Mộc Nguyên nhìn Diệp Quân, không lên tiếng. Diệp An cũng nhìn Diệp Quân, cũng im lặng. Diệp Quân quay lại nhìn Diệp An, tỷ muốn lấy gì thì lấy đi, đừng khách sáo, của đệ cũng là của tỷ. Nghe vậy, tội nữ và Mộc Nguyên hơi bất ngờ, thần vật trong thần điện này rất nhiều, hơn nữa mỗi thứ đều là thần vật, vậy mà Diệp Quân lại có thể cho Diệp An. Của đệ cũng là của tỷ. Tình cảm của hai tỷ đệ này vô cùng tốt. Diệp An khẽ gật đầu, được. Nghe Diệp An nói vậy, tội nữ và Mộc Nguyên lắc đầu cười, Diệp An cũng không khách khí gì cả. Mộc Nguyên nghĩ nhiều hơn chút, theo ông ta thấy, mặc dù những thần bảo trước mắt rất quý giá, nhưng hai tỷ đệ này không hề coi trọng. Nói cách khác, hiểu biết của hai tỷ đệ này vô cùng rộng lớn. Sau khi Diệp Quân rời khỏi tiểu tháp, Mộc Nguyên xuất hiện trước mặt hắn, trầm giọng nói, cậu Diệp, chúng ta có thể đi thu phục hai tổ thú âm dương, sau khi thu phục xong, còn có một số thần tướng. Diệp Quân hỏi, thực lực của ta so với hai tổ thú âm dương thế nào? Mộc Nguyên do dự nói, chắc là kém hơn chút. Diệp Quân cười nói, Mộc Nguyên tiền bối, thực lực của ta yếu hơn chúng, ông nghĩ chúng sẽ đi theo ta sao? Mộc Nguyên trầm giọng, cậu có thần ấn, bọn chúng. Diệp Quân lắc đầu, thực lực của ta yếu, cho dù bọn chúng đi theo ta thì cũng không thành tâm, mà chỉ vì thần ấn, điều này chẳng có ý nghĩa gì cả, vì vậy ưu tiên hàng đầu của ta bây giờ là nâng cao thực lực, chứ không phải tìm trợ thủ. Nếu ta đủ mạnh, thì bọn chúng mới tình nguyện đi theo ta. Nếu ta không đủ mạnh thì bọn chúng đi theo ta cũng vô nghĩa. Hơn nữa, bây giờ đi tìm chúng, chắc chắn sẽ dò dỉ tin tức, một khi mọi người biết ta có được truyền thừa của thần nhất, ta sẽ bị truy sát. Không phải là không thể có ngoại vật hay ngoại lực, mà bản thân mới là cốt lõi. Điều hắn nên làm bây giờ không phải là đi tìm người giúp đỡ, sau đó lập tức khiêu chiến với những vị thần kia, mà là nâng cao thực lực của bản thân. Một ngày nào đó, khi hắn đủ mạnh, chỉ cần nói một tiếng, những thuộc hạ trung thành của thần nhất năm xưa sẽ đến dựa dẫm, cho dù không tới thì cũng không thành vấn đề đối với hắn. Nghe Diệp Quân nói vậy, Mộc Nguyên nhìn hắn, trong lòng hơi kinh ngạc. Nếu người bình thường có được truyền thừa của thần nhất, chắc chắn sẽ không chịu bôn ba khắp nơi. Nhưng cậu Diệp trước mắt vẫn rất bình tĩnh, nhìn nhận bản thân một cách rõ ràng, phải nói rằng thật hiếm có. Bởi vì ông ta biết, cho dù bây giờ Diệp Quân đi thu phục những quân tướng trước đây của thần nhất thì những người đó cũng sẽ không khuất phục, thậm chí còn có tư tưởng khác, dù sao thực lực hiện giờ của Diệp Quân cũng chưa đủ mạnh. Mộc Nguyên thu suy nghĩ lại, nói, là ta chưa suy nghĩ thấu đáo. Diệp Quân cười nói, Mộc Nguyên tiền bối, ông vào tiểu tháp tu luyện đi. Mộc Nguyên gật đầu, ông ta trở lại tiểu tháp, ông ta có thân phận đặc biệt, ở ngoài rất dễ bị lộ. Diệp Quân nhìn tội nữ trầm giọng nói, người thật sự không cùng ta trở về tội giới sao? Cô ta vẫn hy vọng Diệp Quân sẽ cùng mình trở về tội giới, chỉ cần Diệp Quân lộ diện thì sẽ là một chuyện có ích cho tội giới. Diệp Quân lắc đầu. Tội nữ định nói tiếp nhưng Diệp Quân đã bình tĩnh lên tiếng, ta biết cô nghĩ gì, cô muốn thay đổi tội giới, nhưng cô phải hiểu, chuyện này không hề đơn giản như vậy, đặc biệt là khi ta chưa hiểu rõ về vị thần kia của tội giới, vì vậy, bây giờ vẫn chỉ có thể làm như bình thường. Tội nữ ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, ta phải đợi ngươi bao lâu? Diệp Quân nói, lúc nào nên ra tay thì ta sẽ ra tay. Tội nữ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, ta nghe theo ngươi. Diệp Quân xòe bàn tay ra, năm đạo tổ nguyên chậm rãi bay tới trước mặt tội nữ, nâng cao thực lực của mình trước, đợi thông báo của ta. Tội nữ không từ chối, nhận lấy tổ nguyên, nói cần gì thì cứ đến tìm ta. Nói xong, cô ta quay người biến mất. Sau khi tội nữ rời đi, Diệp Quân cũng định đi nhưng hắn lại cảm nhận được cái gì đó, quay đầu lại, ánh mắt xuyên qua vô số tinh vực, nhìn thấy một thanh kiếm rơi xuống. Sau đó, mảnh vũ trụ tinh hà kia bị hủy diệt. Diệp Quân sửng sốt, sau đó nhìn kỹ hơn, thế nhưng thanh kiếm đó đã biến mất. Một nhát kiếm hủy diệt một vũ trụ tinh hà ư. Sắc mặt Diệp Quân dần trở nên nghiêm trọng, vì vũ trụ tinh hà đó cực kỳ lớn,
Hiện giờ hắn hoàn toàn không thể làm được gì, cho dù hắn cố gắng hết sức, sử dụng hết chiêu thức của mình vẫn không thể làm được. Còn có kiếm tu cực mạnh à? Diệp Quân nhìn tận cuối vũ trụ tinh hà đó, trầm tư hồi lâu, sau đó biến thành kiếm quang biến mất ở cuối tinh hà. Hắn quyết định đi xem thử. Mặc dù hơi mạo hiểm nhưng hiếm khi gặp được kiếm tu như vậy, sao có thể để người ta đi chứ? Không lâu sau, Diệp Quân xuyên qua vô số vũ trụ tinh hà, hắn đến trước vũ trụ tinh hà đã bị tiêu diệt đó, trước mặt hắn là một vùng hư vô. Đã bị phá hủy hoàn toàn. Nhìn cảnh tượng trước mặt, vẻ mặt Diệp Quân trở nên nghiêm trọng, rốt cuộc ai đã tung ra nhát kiếm này? Đúng lúc này, xung quanh bỗng có vô số khí tức bí ẩn xuất hiện. Thấy thế Diệp Quân vội giấu khí tức đi rồi trốn vào trong bóng tối. Chẳng mấy chốc, rất nhiều cường giả bí ẩn xuất hiện xung quanh. Mấy cường giả này đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, vũ trụ tinh hà cứu thế bị phá hủy. Cường giả cấp bậc nào mới có thể làm được điều này? Phải biết rằng, đây không phải là tinh không mà là một vũ trụ tinh hà, mênh mông vô tận. Lẽ nào là thần giáng thế? Lúc này một giọng nói vang lên giữa sự im lặng. Thần giáng thế. Diệp Quân nhìn đằng xa, vẻ mặt rất bình tĩnh. Hắn nghĩ chắc chắn không phải thần gì đó, vì thanh kiếm đó khiến hắn cảm thấy khá quen thuộc, nhưng tiếc là vì bị vô số tinh vực ngăn cách nên hắn nhìn không rõ. Lẽ nào là cô? Diệp Quân lặng thinh hồi lâu, khẽ lắc đầu rồi xoay người đi. Hiện giờ hắn có truyền thừa của thần nhất, có vô số bảo vật, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài. Hắn sẽ trở thành đối phương bị các cường giả thời đại cũ truy sát. Chín tổ mạch. Ai có thể từ chối được sự hấp dẫn này? Thế nên việc cấp bách là cố gắng trưởng thành, nâng cao thực lực của mình. Lúc này càng khiêm tốn càng tốt. Diệp Quân đang định lặng lẽ rời khỏi đó nhưng đúng lúc này một giọng nói bỗng vang lên, đó là cái gì? Nghe thế Diệp Quân dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn, một chiếc tàu mây cực lớn trôi nổi xuất hiện trong hư không kia. Tàu mây dài mấy vạn trượng, chậm rãi đi từ trong hư vô. Mà trên chiếc tàu mây cắm một lá cờ dài tới vạn trượng, ở giữa lá cờ có một chữ màu đỏ như máu cực lớn, mộc. Diệp Quân hơi khó hiểu, lúc này, vô số thần thức xung quanh lao đến chiếc tàu mây đó nhưng những thần thức này vừa đến gần tàu mây đó thì biến mất không thấy tăm hơi. Cảm nhận được cảnh tượng này, cường giả xung quanh đều rất ngạc nhiên. Đúng lúc này, từng linh khí bỗng trào ra từ trên tàu mây đó, khi nhìn thấy những linh khí này, mọi người ở đó đều biến sắc. Thế mà lại là tổ nguyên. Trên tàu mây có tổ nguyên, hơn nữa tổ nguyên này cực kỳ thuần khiết, không chỉ thế, nhìn trận thế này, trên tàu mây có khả năng còn có tổ mạch vì tổ nguyên này cực kỳ nhiều, đều hình thành từng luồng linh xương, chỉ có tổ mạch mới như thế. Khi nhận ra trên tàu mây có thể có tổ mạch trong truyền thuyết, ánh mắt các cường giả ở trong tối đều trở nên nóng bỏng. Tổ mạch là sự tồn tại quý giá nhất vũ trụ. Diệp Quân lại chậm rãi lùi về sau, chuyện bất thường chắc chắn có vấn đề. Tàu mây đột nhiên xuất hiện này và tổ nguyên này. Tàu mây đột nhiên xuất hiện, tổ nguyên đột nhiên xuất hiện, tổ mạch cũng đột nhiên xuất hiện. Sao có cảm giác như đang đợi mắc câu vậy? Diệp Quân càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, nhanh chóng lùi về phía sau. Ngay lúc này, một khí tức cực mạnh bỗng lao ra, lao thẳng đến chỗ tàu mây đó. Thấy có người ra tay, các cường giả ẩn nấp trong bóng tối xung quanh cũng không ngồi yên nữa, đều lao đến tàu mây đó. Họ cũng biết có gì đó không đúng, nhưng lúc này họ đã không còn nghĩ nhiều thế nữa, vì sự hấp dẫn của tổ mạch quả thật quá lớn. Khi lợi ích đủ lớn thì đáng để mạo hiểm. Không lâu sau, ít nhất có hàng trăm cường giả đỉnh cấp lao thẳng đến chỗ chiếc tàu mây. Sợ mình chậm chân thì tổ mạch sẽ bị người khác cướp mất. Diệp Quân nhìn các cường giả này, cảnh giới thấp nhất là mệnh vận đại đế, đế quân chiếm 80%, còn có vài cường giả cấp thiên quân. Đều là những lão quái vật. Ngay khi mọi người xông đến tàu mây, một bộ huyết thư bỗng bay ra từ trong tàu mây, ngay sau đó huyết quang vạn trượng phun trào ra, những cường giả lao đến đó bị huyết quang nhấn chìm. A! Từng tiếng hét thảm thiết vang lên trong hư vô tĩnh lặng. Các cường giả đó lại bị huyết quang đó nuốt chửng, sau đó biến thành từng luồng huyết khí đi vào trong huyết thư đó. Mười mấy giây sau, tất cả cường giả đều biến thành huyết khí. Thấy thế Diệp Quân cảm thấy chấn động. Phải biết rằng, trong các cường giả này có cả cường giả cấp thiên quân,
thế nhưng lại không có sức phản kháng khi đối mắt với huyết quang đó. Đáng sợ đến thế sao? Đúng lúc này, một cô gái bỗng bay ra từ trong tàu mây, cô gái mặc một bộ váy màu đỏ nhạt, chiếc váy rất mỏng hệt như mạng che mặt, tóc đen, đồng từ đỏ, đứng trên lá cờ tàu mây, dung mạo tuyệt thế, không giống người sống trên nhân gian. Cô ta xòe bàn tay ra, huyết thư đó bay vào trong tay cô ta, nhìn huyết thư trong tay, môi cô ta cong lên nở nụ cười, khiến người ta sợ hãi. Ngay lúc này như cảm nhận được gì, cô ta bỗng ngẩng đầu lên nhìn chỗ Diệp Quân đứng, ngạc nhiên nói cá lọt lưới. Vừa dứt lời, cô ta đã xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Ngón cái tay trái Diệp Quân cầm vào chuôi kiếm nhưng không ra tay, kiếm khí và sức mạnh huyết mạch trong người đã bộc phát đợi, bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra. Đối mặt với cô gái này, hắn không dám sơ suất, không ra tay mà thôi, nếu muốn đánh thì phải toàn lực mà tung ra một đòn chí mạng. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Cô gái bỗng cười nói, tại sao lúc nãy ngươi không đến giành tổ mạch? Nụ cười này khuynh đảo mọi người, cực kỳ hút hồn. Diệp Quân vững tâm, bình tĩnh nói, chuyện này bất thường chắc chắn có vấn đề. Ồ, nghe Diệp Quân nói thế, cô gái cảm thấy có hứng thú, người biết đó là một cái bẫy hư. Diệp Quân khẽ gật đầu, đa phần là thế. Cô gái nhìn Diệp Quân, cười nói, ta không ngờ những lão già đó đã sống đến chừng này tuổi mà vẫn không thể hiểu đời bằng một thanh niên như ngươi. Diệp Quân nói, sức hấp dẫn quá lớn. Có quá nhiều điều nghi ngờ nhưng không ít người vẫn rất sẵn lòng mạo hiểm, dù có nguy hiểm đến tính mạng. Cô gái chớp mắt, hình như ngươi không sợ ta. Không thể không nói cô ta khá ngạc nhiên vì cô ta nhận ra mặc dù từ đầu đến giờ người đàn ông này đều đề phòng, kiếm trong tay đã sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra khỏi vỏ nhưng trong mắt người đàn ông này lại có không chút sợ hãi. Diệp Quân bình tĩnh nói, cô nương sẽ ra tay đánh ta sao? Cô gái lắc đầu, sẽ không. Diệp Quân hỏi, tại sao? Cô gái cuộn một lọn tóc trước ngực, cười nói, ta giết chúng là vì chúng muốn cướp tổ mạch của ta, ngươi không muốn lấy đồ của ta thì sao ta có thể giết ngươi? Diệp Quân im lặng không nói. Cô gái này đúng là đang khiến người ta mắc bẫy. Cô gái nhìn kiếm trong tay Diệp Quân, khẽ cười, không nói gì, xoay người rời đi. Đi chưa được bao lâu, cô ta bỗng phất tay lên, một tổ nguyên bay đến trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân sửng sốt, khó hiểu, cô nương, cô. Cô gái ở đằng xa cũng không thèm quay đầu lại, phất tay, hôm nay tâm trạng ta tốt, tặng ngươi một phần thiện duyên. Nói rồi cô ta bỗng xuất hiện trên tàu mây, chẳng bao lâu cô ta và chiếc tàu mây biến mất ở tận cuối tinh hà. Diệp Quân nhìn tổ nguyên trước mặt, lắc đầu khẽ cười, sau đó cất tổ nguyên, xoay người rời đi. Trên tàu mây, cô gái xòe bàn tay ra, huyết thư xuất hiện trong tay cô ta, cảm nhận được máu trong huyết thư đang khuấy động, cô ta nở nụ cười động lòng người. Lúc này một thanh niên mặc đồ đen xuất hiện phía sau cô ta. Thanh niên áo đen ngẩng đầu lên nhìn về phía cuối tinh không, ánh mắt lạnh lùng, mặc dù cảnh giới của thanh niên vừa rồi không cao nhưng khí huyết và linh hồn đều mạnh hơn những thiên quân kia, tại sao không dung nhập vào trong ma đạo thư? Cô gái hỏi ngược lại, thanh niên đó đáng chết sao? Thanh niên đồ đen nhíu mày. Cô gái khẽ cười, người mà Mạt Yêu Yêu ta giết đều là những người muốn cướp tổ mạch của chúng ta, đám người này nên giết. Còn thanh niên này chưa từng có ý nghĩ xấu nào với ta, hà cớ gì lại giết hắn? Thanh niên đồ đen liếc nhìn Mạt Yêu Yêu, cổ hủ. Mạt Yêu Yêu cười nói, đại đạo rõ ràng, vạn vật đều chú trọng nhân quả. Ta không có thực lực vô địch thế nên vẫn phải tôn trọng hai chữ nhân quả này. Hắn không có ác ý, nếu ta giết hắn, ta chắc chắn sẽ gặp quả báo. Thanh niên đồ đen hừ một tiếng, vài luật nhân quả, dù có gặp phải thì đã sao? Cô gái lắc đầu, cũng không nói gì thêm. Thanh niên áo đen không chịu bỏ qua, ta không tin nghiệp báo mà cô nói, cũng không tin ta giết hắn thì sẽ có gặp quả báo gì không tốt, nếu cô không tin ta thì chúng ta có thể cá cược. Mạt Yêu Yêu cất huyết thư trong tay đi, sau đó nói, không cược. Không cần thiết phải hơn thua về khí phách. Hơn nữa cô ta vẫn khá tán thưởng thanh niên đó, vì khi nhìn thấy cô ta, ánh mắt đối phương rất thẳng thắn, trong sáng, điềm đạm, thanh niên như vậy nhất định sẽ có một tương lai tốt đẹp, thế nên cô ta đã cho hắn một tổ nguyên. Còn tương lai sau này, cô ta không nghĩ nhiều như vậy.
Thanh niên đồ đen nhìn mặt Yêu Yêu, ta sẽ chứng minh cô đã sai rồi, cô đợi ta một lát. Nói rồi gã định đi, lúc này mặt Yêu Yêu bỗng nói, hắn và ngươi không thù không oán, hà tất gì ngươi phải đi giết hắn chỉ vì khí phách nhất thời. Thanh niên đồ đen không cảm xúc nói, nhìn hắn ta cảm thấy không thoải mái, lý do này có được không? Mạt Yêu Yêu cau mày. Thanh niên đồ đen khẽ cười, nói ta muốn xem thử thế gian này có quả báo nào mà vương tộc ta không gánh vác được không? Vương tộc, hậu duệ của năm đại thần đề. Hậu duệ thần đề. Cả thời đại cũ có năm gia tộc siêu nhiên lớn, năm gia tộc này lần lượt là Mộc tộc, Vương tộc, Trần tộc, Tần tộc và Triệu tộc. Năm gia tộc lớn này chính là hậu duệ của năm vị thần còn sống sót vào năm đó. Nhưng trong thời đại cũ, tầm ảnh hưởng cực lớn. Nghe người đàn ông áo đen nói thế, Mạt Yêu Yêu nhíu mày. Nói thật, bản thân cô ta khá phản cảm với mấy lời người đàn ông áo đen nói, mặc dù cô ta là người Mạt tộc nhưng cô ta chỉ là con ngoài giá thú, cho nên cô ta từ nhỏ trải qua nhiều thăng trầm cực kỳ không thích cảm giác vượt trội toát ra từ trong lời nói của người đàn ông áo đen. Cô ta nghĩ thanh niên kiếm tu đó rất tốt, không cần phải cắn chặt người ta không buông, hơn nữa lại còn trong trường hợp không có bất kỳ lý do nào. Nhưng cô ta không khuyên can nữa. Vì cô ta biết lúc này cô ta có nói gì cũng không thể thay đổi quyết định của thanh niên áo đen. Nói xong, thanh niên áo đen cũng không phí lời, biến thành một luồng sáng đen biến mất ở tinh không đằng xa. Nhìn thanh niên áo đen biến mất ở tinh không đằng xa, Mạt Yêu Yêu im lặng một lúc lâu rồi quyết định đi xem, thế là cô ta cũng biến mất ở tinh không đằng xa. Ở một bên khác, Diệp Quân đang ngự kiếm, dường như cảm nhận được gì đó, hắn bỗng dừng lại rồi quay đầu nhìn lại, thời không cách đó không xa tách ra, sau đó một thanh niên áo đen chậm rãi bước ra. Nhìn thấy người đến, Diệp Quân hơi ngờ vực. Thanh niên áo đen nhìn Diệp Quân, đánh đi. Diệp Quân nhíu mày, ngươi là... Thanh niên áo đen bình tĩnh nói, ngươi chỉ có một cơ hội ra tay, vì khi ta ra tay thì chắc chắn ngươi sẽ chết. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, chúng ta có hiềm khích gì sao? Thanh niên áo đen nói, không có. Diệp Quân cực kỳ khó hiểu, vậy tại sao? Thanh niên áo đen nhìn Diệp Quân, ta chướng mắt khi thấy ngươi, lý do này có được không? Diệp Quân nhìn thanh niên áo đen, không nói gì. Thanh niên áo đen khẽ cười nói, có phải ngươi rất khó hiểu không? Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Thanh niên áo đen chậm rãi đi về phía Diệp Quân, lúc bọn ta đi trên đường thỉnh thoảng sẽ gặp một con kiến, nếu tâm trạng tốt thì có thể đi vòng qua tha mạng cho nó, nếu tâm trạng không tốt thì sẽ dẫm lên nó cho đến chết rồi tiếp tục lên đường. Nói đến đây, gã nhìn Diệp Quân, dẫm chết một con kiến chỉ phụ thuộc vào tâm trạng có tốt hay không, không có lý do nào khác, ngươi hiểu không? Diệp Quân gật đầu, hiểu rồi. Cường giả có thể tùy hứng, mà kẻ yếu thường chỉ có thể để mặc vận mệnh quyết định. Thanh niên áo đen nhìn Diệp Quân, ra tay, nhớ đấy, ngươi chỉ có một cơ hội. Nói đến đây, Diệp Quân cũng không nói gì thêm, cơ thể dịch chuyển biến thành kiếm quang rồi biến mất. Vô vàn vũ trụ tinh trần xuất hiện trong luồng kiếm quang này. Vũ trụ trong kiếm. Ngay khi nhìn thấy Diệp Quân xuất kiếm, đồng tử thanh niên áo đen co lại. Cảm thấy kinh ngạc, không ổn, sơ suất rồi. Khi gã định ra tay, tốc độ kiếm của Diệp Quân bỗng tăng lên. Vèo! Thanh niên áo đen còn chưa kịp phản ứng đã bị đâm xuyên qua giữa trán. Rầm! Thanh niên áo đen bị ghim chặt tại chỗ, không thể động đậy. Thanh niên áo đen trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ khó tin. Diệp Quân nhìn chằm chằm thanh niên áo đen trước mặt, hơi nhíu mày nói, ngươi giả bộ giỏi như vậy. Ta còn tưởng ngươi rất mạnh nhưng không ngờ ngươi lại yếu như vậy. Ngươi yếu như thế, sao lại dám ra ngoài khoe mẽ vậy? Thanh niên áo đen nhìn Diệp Quân, sắc mặt cực kỳ khó coi, ta là hậu duệ thần đề. Diệp Quân hơi khó hiểu, hậu duệ thần đề, là gì thế? Thanh niên áo đen nổi giận, ngươi lại dám khinh nhờn thần linh, ngươi. Diệp Quân giơ tay lên chém một nhát. Vèo. Thanh niên áo đen còn chưa kịp phản ứng thì đầu đã văng ra xa. Diệp Quân lắc đầu, đồ, ngu, ngốc. Hắn vừa nói vừa vung kiếm lên, định tiêu diệt luôn thần hồn của thanh niên áo đen, nhưng đúng lúc này thời không ở đằng xa bỗng tách ra, ngay sau đó một tiếng gầm như sấm vang lên, ngươi dám. Diệp Quân bỗng tăng tốc, chém một nhát kiếm vào thần hồn của thanh niên áo đen,
thần hồn của gã bị tiêu diệt. Diệp Quân xoay người chạy đi, thoáng chốc đã biến mất ở tận cuối tinh hà. Xiết xong thì chạy. Vèo. Ngay khi Diệp Quân biến mất ở cuối tinh hà, một ông lão bước ra, ông ta mặc một chiếc áo bào lớn màu đen, mặt vuông, đôi mắt hừng hực lửa giận, khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể, chấn động trái đất, rúng động tinh hà. Ông lão không đuổi theo Diệp Quân mà xòe tay ra, sau đó nắm chặt lại tụ. Xoẹt! Tinh hà xung quanh đột nhiên trở nên hư ảo, ngay sau đó những luồng khí đen tụ lại từ trời đất xung quanh, khí đen này giống như tơ nhện, cực kỳ yếu ớt, sau một lúc đám khí đen này tụ lại thành một linh hồn thể. Linh hồn của thanh niên áo đen. Cưỡng chế thu thập linh hồn. Đúng lúc này, một giọng nói cổ xưa bỗng vang lên từ giữa không trung, trong con đường luân hồi. Cướp đoạt hồn phách, cưỡng ép thay đổi mệnh sinh tử. Người nhà họ Vương nể tình tổ tiên trước kia của ngươi, ta nhắc nhở ngươi một câu, cái chết của cháu trai ngươi hoàn toàn là do nó tự chuốc lấy. Bây giờ từ bỏ vẫn còn kịp thời ngăn chặn tổn thất, nếu ngươi nhất quyết muốn cho nó sống lại thì ngươi và nhà họ Vương của ngươi sẽ tự gánh chịu quả báo lần này, nhà họ Vương ngươi có thể. Ông lão áo đen phất tay. Mặt đầy tà khí, nhà họ Vương ta chắc chắn có thể gánh chịu được bất kỳ quả báo nào. Giọng nói đó không nói gì thêm nữa, dần biến mất không thấy đâu. Trước mặt ông lão, linh hồn của thanh niên áo đen lại ngưng tụ lần nữa, ánh mắt đầy vẻ mê mang, một lúc sau ánh mắt dần trở nên tỉnh táo. Lúc nhìn thấy ông lão, thanh niên áo đen khẽ nói, ông nội. Ông lão nhìn gã, vẽ lại dáng vẻ của người vừa rồi đi. Thanh niên áo đen im lặng không nói. Ông lão nhíu mày, sao thế? Thanh niên áo đen khẽ nói, ông nội, hắn rất mạnh. Sắc mặt ông lão dần trở nên lạnh lùng, sao nào, cháu sợ rồi à? Thanh niên áo đen không dám nói gì. Ông lão bỗng tức giận nói, ta không tiếc mạng sống để cứu cháu về, không phải để cháu quay về làm kẻ ngu ngốc, nếu không báo được thù ngày hôm nay, con đường võ đạo của cháu sau này sẽ khó khăn. Thanh niên áo đen siết chặt hai tay, ánh mắt dần trở nên lạnh băng. Ông lão lạnh lùng nói, người này biết rõ cháu là hậu duệ thần linh nhưng vẫn giết cháu, hắn không hề quan tâm đến hậu duệ thần linh chúng ta, hắn không chỉ đánh cháu mà còn vả vào mặt nhà họ Vương. Thanh niên áo đen như nghĩ đến điều gì, hơi bất lực nói, thực lực của cháu không bằng hắn. Ông lão cười nhạo, ngu xuẩn, trên đời này thực lực cá nhân là thực lực, sức mạnh gia tộc cũng là thực lực. Thực lực của riêng cháu không bằng hắn, lẽ nào sức mạnh của gia tộc cháu không bằng hắn sao? Sức mạnh gia tộc. Câu nói này tạo niềm tin vững chắc cho thanh niên áo đen. Đúng là thực lực cá nhân là thực lực, lẽ nào sức mạnh gia tộc không phải là thực lực sao? Thanh niên áo đen không do dự, gã xòe bàn tay ra, sức mạnh linh hồn chậm rãi bay ra, chẳng mấy chốc sức mạnh linh hồn đó đã vẽ ra dáng mạo của Diệp Quân. Ông lão nhìn chân dung Diệp Quân trước mặt, sát ý trong mắt như có thực thể, người đâu. Vừa dứt lời, một người đồ đen xuất hiện phía sau ông ta. Ông lão nói, tìm người này. Người đồ đen cung kính cúi người, sau đó đi ra ngoài. Ở một bên khác, Mạt Yêu Yêu đang quan sát mọi việc. Lúc nhìn thấy ông lão muốn trả thù, Mạt Yêu Yêu lắc đầu nhưng cô ta cũng có thể hiểu được. Hậu duệ của Nam Thần để có ai mà không kiêu ngạo chứ? Hậu duệ thần linh. Nam gia tộc lớn đều nghĩ thân phận này là vinh quang, trời sinh họ đã cao hơn người khác một bậc, không cho phép mình bị người phàm xúc phạm. Mạt Yêu Yêu lắc đầu, xoay người rời đi. Học viện thần. Diệp Quân về đến học viện thần. Trong phòng, Diệp Quân đi vào trong tiểu tháp, hắn xòe bàn tay ra, thánh kiếm hiên viên xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thánh kiếm hiên viên trong tay, hắn cong môi cười. Vũ trụ trong kiếm. Trước đây uy lực của thanh kiếm này hơn hẳn những gì hắn nghĩ. Hắn không ngờ chiêu vũ trụ trong kiếm này lại mạnh đến thế, phải biết rằng, cảnh giới của thanh niên áo đen đó không thấp hơn hắn nhưng một nhát kiếm này có thể đánh bại đối phương. Hơn nữa hắn cũng không sử dụng bất kỳ sức mạnh huyết mạch nào. Nếu không uy lực còn mạnh hơn nữa. Như nghĩ đến điều gì? Diệp Quân bỗng xòe tay ra, thần ấn xuất hiện trong tay hắn. Diệp Quân nhìn thần ấn trong tay, hắn biết thần ấn này không đơn giản như vậy. Phải biết rằng cấp bậc của tinh hà thư kém xa thần ấn này nhưng uy lực của nó đã kinh khủng như vậy, mà cấp bậc của thần ấn cao hơn tinh hà thư, uy lực của nó chắc chắn cũng mạnh hơn tinh hà thư.
nhưng Diệp Quân không vội khai thác sức mạnh của thần ấn này. Bây giờ điều hắn muốn là vững chắc. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. Thời không chồng chéo. Một kiếm vũ trụ. Đây là ba kiếm kỹ mà hắn biết hiện giờ, ngoài kiếm kỹ thì chỉ còn lại sức mạnh của ba huyết mạch. Sức mạnh cốt yếu vẫn là ba loại huyết mạch, vì uy lực kiếm kỹ của hắn chỉ có sau khi sử dụng sức mạnh ba huyết mạch mới đạt đến mức cực hạn. Diệp Quân bỗng nhận ra hình như không có thứ gì thuộc về riêng mình. Ba loại kiếm kỹ đều là học từ người khác. Sức mạnh ba huyết mạch đều được thừa kế. Vậy cái gì mới là của mình? Nghĩ đến đây Diệp Quân bỗng nhíu chặt mày. Lúc còn trẻ không có khả năng đi sáng tạo, chỉ có thể học từ người khác, không có gì đáng trách. Nhưng bây giờ trên đoạn đường này đã học được rất nhiều rồi, cũng đã nhìn thấy nhiều thứ, lúc này có phải nên có chút gì đó của riêng mình không? Nên có chút gì đó của riêng mình rồi. Bây giờ điều hắn cần là tĩnh lặng. Chuyến đi đến hệ Ngân Hà khiến hắn hiếm khi tĩnh lặng, mà chuyến đi đó cũng làm cho hắn có khá nhiều thu hoạch. Nhưng sau khi quay lại, nhịp điệu cuộc đời của hắn lại trở nên nhanh hơn. Chiến đấu. Không ngừng chiến đấu quả thật khiến thực lực của hắn tăng lên rất nhanh, nhưng ngược lại tâm cảnh ngày càng không vững. Nóng nảy. Vội vàng. Diệp Quân im lặng một lúc lâu sau, hắn quyết định tạm thời bỏ đi ba kiếm kỹ, từ bỏ sức mạnh ba huyết mạch, từ bỏ thánh kiếm hiên viên. Từ bỏ tất cả ngoại vật. Giống như lúc ở hệ Ngân Hà. Tự mình tu hành. Nhìn vào chính mình. Nghĩ đến đây Diệp Quân bỗng cảm thấy cả người vô cùng thư thái. Tu hành cũng như mài dao, sau khi mài xong, dao sẽ trở nên sắc bén nhưng nó chỉ có thể dùng một thời gian, sau đó nó sẽ tiếp tục trở nên mòn, lúc này lại phải tiếp tục mài. Vèo. Ngay lúc này huyết mạch phàm nhân trong người Diệp Quân bỗng tự động thức tỉnh, sau đó cơ thể phàm nhân của Diệp Quân đạt đến 99%. Chiến đấu với chính mình. Cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, Diệp Quân hơi bất ngờ. Huyết mạch phàm nhân tự động thức tỉnh, hơn nữa cơ thể phàm nhân từ 90% tăng lên 99%. Diệp Quân suy nghĩ một lát mới hiểu ra. Thế nào là phàm nhân? Chính là người bình thường nhất. Hắn từng mặc thần trang, dùng thần kỹ, trạng thái đó sao có thể là phàm nhân? Đây cũng là nguyên nhân tại sao cơ thể phàm nhân của hắn đạt đến 90% rồi không thể tiến thêm nữa. Cơ thể phàm nhân, chữ phàm mới là cốt lõi. Muốn có cơ thể phàm nhân, trước tiên phải có trái tim phàm nhân. Nghĩ đến đây, Diệp Quân cúi đầu nhìn cơ thể mình, lúc này trong cơ thể hắn có sức mạnh phàm nhân vô tận đang lưu chuyển, những sức mạnh này giống như vũ trụ tinh hà vô tận, vô cùng đáng sợ. Sức mạnh phàm nhân. Sức mạnh phàm nhân lúc này đã mạnh hơn trước rất nhiều, chỉ có huyết mạch phong ma điên cuồng mới có thể so sánh với nó. Diệp Quân chậm rãi áp chế sự hỗn loạn của huyết mạch phàm nhân. Hắn rời khỏi tiểu tháp, sau đó đi tới một tòa thần tháp. Đây là nơi tu luyện của thần viện, chỉ có học viên của thần viện mới có thể đến. Hơn nữa còn miễn phí. Diệp Quân tiến vào thần tháp, vừa bước vào, mấy chục màn sáng xuất hiện trước mặt hắn, mỗi màn sáng là một phương thức tu luyện, có thể tùy ý lựa chọn. Diệp Quân nhìn hồi lâu, cuối cùng dừng lại ở màn sáng áp chót bên phải, trong màn sáng có một dòng chữ kẻ thù lớn nhất là chính mình. Chính mình. Diệp Quân hóa thành một đạo kiếm quang phóng vào trong màn sáng, vừa tiến vào, Diệp Quân đã tới một mảnh tinh không bao la. Trước mặt hắn có một cột đá. Diệp Quân đến trước cột đá, đặt tay phải lên cột đá khẽ rung động, một tia thần quang bao phủ Diệp Quân. Diệp Quân từ từ nhắm mắt lại. Một lúc sau, một hư ảnh mờ ảo xuất hiện trước mặt Diệp Quân không xa. Diệp Quân thu tay về, hắn nhìn hư ảnh đó. Hư ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ. Xẹt. Một đạo kiếm quang chém về phía Diệp Quân. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. Hơn nữa, thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm đã được xếp chồng chéo 10 lần, mỗi đạo đều xếp chồng nghìn nhát. Đối mặt với nhát kiếm này, Diệp Quân không hề sử dụng kiếm kỹ nào mà đâm một nhát kiếm. Bùm. Với một nhát kiếm, Diệp Quân đã lùi về sau vạn trượng. Sau khi lùi lại, một tia kiếm quang lại chém tới. Vẫn là thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. Diệp Quân vung kiếm chặn lại. Bùm. Diệp Quân lại bị đẩy lùi. Cứ như vậy, trong chốc lát, Diệp Quân đã lùi mấy vạn trượng. Bị áp chế hoàn toàn. Bị bản thân áp chế.
Bởi vì hư ảnh này chính là hắn, hơn nữa lực chiến còn không bằng 80% so với nguyên bản. Nếu hắn sử dụng kiếm kỹ và sức mạnh huyết mạch thì có thể dễ dàng đánh bại hư ảnh đó, nhưng hắn không làm vậy. Hắn muốn thấy sức mạnh thực sự của mình sau khi bỏ đi tất cả kiếm kỹ và sức mạnh huyết mạch. Mỗi tiếng nổ vang lên, Diệp Quân lại lùi về sau. Điều đáng nói là Diệp Quân không sử dụng thánh kiếm hiên viên, mà chỉ sử dụng kiếm ý thông thường. Sau khi Diệp Quân lùi về sau chục vạn trượng, hư ảnh kia không tiếp tục tấn công nữa mà lùi về phía sau cột đá. Sau khi Diệp Quân dừng lại, hắn lau vết máu ở khóe miệng, tự cười nhạo chính mình, thì ra không có sức mạnh huyết mạch và kiếm kỹ, thực lực của hắn lại yếu đến vậy. Chân thật. Đây mới là con người chân thật của hắn. Kiếm tu mạnh nhất không phải cơ thể, cũng không phải kiếm kỹ, càng không phải ngoại vật, mà là tâm và ý. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, tạm thời buông bỏ kiếm kỹ và sức mạnh huyết mạch, đồng nghĩa với việc tạm thời trút bỏ chính mình, để hắn có càng nhiều không gian tiến bộ hơn. Yếu đuối. Không phải là chuyện xấu. Yếu đuối là không có khả năng vươn lên vô hạn. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn hư ảnh phía xa, một khắc sau, hắn hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại chỗ. Đấu lại. Gần như cùng lúc, hư ảnh đó cũng biến mất tại chỗ. Bùm. Một tia kiếm quang vỡ vụn, Diệp Quân bị đánh bay, nhưng một khắc sau, hắn lại đánh về phía hư ảnh kia. Hắn không chỉ đang chiến đấu, mà còn đang tìm kiếm sơ hở. Tìm kiếm khuyết điểm của hư ảnh kia, cũng là đang tìm kiếm khuyết điểm của chính mình. Cứ như vậy, trong khoảng thời gian sau đó, ngày nào Diệp Quân cũng điên cuồng chiến đấu cùng hư ảnh kia. Sau khi trải qua vô số trận đấu, thực lực của hắn dần tăng lên, không chỉ vậy, hắn còn phát hiện ra một số khuyết điểm của hư ảnh. Phải nói rằng đó là khuyết điểm của bản thân hắn. Ví dụ như thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm có thể làm tốt hơn, bao gồm thời không tuế nguyệt chồng chéo đều có thể làm tốt hơn. Trước đây, hắn chưa từng phát hiện ra những điều này, bởi vì kẻ thù của hắn là người khác, không phải chính mình. Nhiều khi rất khó phát hiện ra vấn đề của chính mình. Cứ như vậy, chớp mắt nửa tháng trôi qua. Trong nửa tháng, mặc dù Diệp Quân vẫn bị hư ảnh kia áp chế, nhưng hắn đã có thể xử lý nó, ví dụ như khi hư ảnh kia thi triển thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm, hắn có thể tránh được lưỡi kiếm sắc bén hoặc bị chém chút ít. Trong nửa tháng, hắn đã tiến bộ rất nhiều. Điều đáng nói là trong suốt quá trình này, hắn không hề sử dụng kiếm kỹ hay sức mạnh huyết mạch. Đó chính là kiếm đạo thuần túy. Cứ như vậy, mỗi ngày Diệp Quân đều chiến đấu với chính mình, hắn vừa tiến bộ hơn vừa có thể nghiên cứu chính mình, từ đó thực lực tiến bộ nhanh chóng. Lại qua nửa tháng nữa. Lúc này, Diệp Quân đã ngang ngửa với hư ảnh kia. Kiếm pháp của hắn rất đơn giản đến cực điểm, không chút hoa mỹ, nhìn vẻ ngoài uy lực không mạnh lắm, nhưng nhát kiếm nào cũng vừa đủ mạnh. Đại đạo chí giản. Kiếm đạo cũng vậy. Bùm. Lúc này, theo một kiếm của Diệp Quân, hư ảnh kia bị đánh bay sau đó trở thành hư ảo. Diệp Quân tiến lên lại đâm kiếm ra. Một kiếm rất đơn giản. Hư ảnh kia rút kiếm liên tiếp. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. Bùm. Hai kiếm chạm vào nhau, vô số kiếm quang vỡ vụn trước mặt hư ảnh. Ngay sau đó, hư ảnh lùi về phía sau. Lúc này, một thanh kiếm bay tới chém vào giữa lông mày nó. Bùm. Hư ảnh vỡ tan. Diệp Quân cầm kiếm đứng yên, không nói gì. Thắng rồi. Diệp Quân cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay, trong lòng hơi xúc động, một tháng trước, hắn còn không có sức đánh trả hư ảnh. Nhưng bây giờ hắn đã có thể dễ dàng đánh bại hư ảnh đó. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là bản thân hắn có thể làm tốt hơn, nhưng vì kiếm kỹ và sức mạnh huyết mạch nên hắn chưa từng ép buộc bản thân. Đối mặt với chính mình. Bây giờ, hắn mới thật sự là hắn. Diệp Quân hít sâu một hơi, suy nghĩ thông suốt, cả người vô cùng thoải mái. Cùng lúc đó, kiếm ý phóng ra xung quanh hắn. Diệp Quân phất tay, tất cả kiếm ý đều biến mất. Đúng lúc này, một giọng nói già nua từ trong tinh không vang lên, học viện thần nội đấu, tất cả học viên lập tức rời khỏi sân thí luyện. Học viện thần nội đấu. Nghe vậy, Diệp Quân sững sờ, hắn nhanh chóng nhớ ra. Học viện thần nội đấu. Trong học viện thần có rất nhiều cuộc thi, học viên ngoại môn đấu với học viên ngoại môn, học viên nội môn đấu với học viên nội môn,
học viên thần viện đấu với học viên thần viện. Hắn và Diệp An đều là học viên thần viện, là những thiên tài hàng đầu trong thần viện, nhưng trong học viện thần vẫn còn học viên khác. Đều là những người rất hoàn hảo. Phải nói rằng Diệp Quân cũng rất mong đợi. Trong thần viện còn có ai yêu nghiệt hơn hắn sao? Nếu như có, sợ sao? Đánh là được. Diệp Quân cười lớn rồi rời khỏi sân. Vừa trở về thần viện, Diệp Quân phát hiện hôm nay vô cùng náo nhiệt. Tất cả học viên đều ra ngoài. Bất kể là ngoại viện hay nội viện, kể cả những người đang bế quan hay tu luyện bên ngoài đều đã trở về học viện thần. Bởi vì cuộc thi này rất quan trọng đối với tất cả học viên, không chỉ có phần thưởng hậu hĩnh mà còn có thể thăng cấp, ví dụ như học viên ngoại viện có thể thăng cấp thành học viên nội viện thăng cấp thành học viên thần viện. Vì thế, mỗi học viên đều rất coi trọng lần nội đấu này. Đặc biệt là học viên nội viện, những học viên này đều vô cùng kiêu ngạo, lúc gia nhập thần viện, bọn họ không được chọn vào thần viện nên đều không phục. Mỗi lần nội đấu đều là cơ hội cho bọn họ. Bọn họ có thể quang minh chính đại khiêu chiến với học viên thần viện. Chỉ cần thách đấu thành công thì sẽ trở thành học viên thần viện. Diệp Quân vừa ra khỏi sân luyện tập, một ông lão áo thần xuất hiện trước mặt hắn. Trưởng lão thần viện Tô Nguyên. Thần viện chỉ có một vị trưởng lão là Tô Nguyên. Trên thần viện còn có hai vị trưởng lão là Tả chủ giáo và Hữu chủ giáo, trên nữa là viện trưởng của học viện thần. Hắn chưa từng gặp ba vị này. Bọn họ đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, đặc biệt là vị viện trưởng trong truyền thuyết. Đó là người cùng thời với chúng thần. Lúc Diệp Quân mới vào học viện thần, hắn từng tiếp xúc một lần với Tô Nguyên. Tô Nguyên nhìn Diệp Quân, nói tỷ tỷ ngươi đâu? Diệp Quân đáp, đang tu luyện. Tô Nguyên gật đầu, hôm nay nội đấu, ngươi sẽ đại diện cho thần viện đấu với nội viện. Diệp Quân thấy hơi khó hiểu, tại sao lại là ta? Tô Nguyên nghĩ một lúc rồi nói, muốn nghe lời nói thật hay nói dối. Diệp Quân đáp, đương nhiên là nói thật. Tô Nguyên nhìn Diệp Quân, người yếu nhất. Diệp Quân xa sầm mặt mày, ông chắc chứ? Tô Nguyên gật đầu. Diệp Quân bình tĩnh nói, ta không phục. Tô Nguyên nói, sau khi người đánh thắng nội viện, có thể thách đấu với học viên thần viện, lúc đó, người có thể chứng minh thực lực của mình. Diệp Quân tò mò hỏi, bây giờ thần viện có bao nhiêu học viên? Tô Nguyên đáp, không nhiều, cộng thêm tỷ tỷ ngươi, tổng cộng chỉ có 5 người. 5 người. Diệp Quân nhíu mày, ít vậy sao? Tô Nguyên gật đầu, thần viện chỉ nhận những người đủ tư cách, cho dù không còn ai nữa thì cũng không nhận những người không đủ tư cách. Rất lâu rồi thần viện không có học viên mới. Diệp Quân tò mò hỏi, từ xưa đến nay trong thần viện có bao nhiêu học viên? Tô Nguyên suy nghĩ rồi nói, cụ thể ta cũng không rõ, nhưng cũng không nhiều. Từ khi ta vào học viện thần đến nay là hơn 1.000 năm, trong 1.000 năm qua, chỉ có 9 người đủ điều kiện vào thần viện. 9 người. Diệp Quân trầm mặc, 1.000 năm chỉ nhận 9 người, ít thật đấy. Lúc này, Tô Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía xa, nhẹ nhàng nói, hai vị kia cũng về rồi. Diệp Quân không khỏi tò mò khi nghe Tô Nguyên nói vậy, bèn nhìn về phương xa, hỏi, là ai? Tô Nguyên thu hồi ánh mắt. Đáp hai đệ tử khác của thần viện. Diệp Quân lập tức tràn đầy hứng thú, ta đi gặp họ được không? Tô Nguyên lắc đầu, phải tỉ thí với đệ tử nội viện trước đã. Diệp Quân thất vọng, thôi được. Hai người nhanh chóng đi vào một vùng mây mênh mông, thấp thoáng hai ngọn núi khổng lồ ở nơi xa. Đỉnh núi cách nhau vạn trượng, như hai thanh kiếm thẳng tắp vươn lên. Nằm giữa hai ngọn núi là một đài đá rộng mấy nghìn trượng. Hai bên được buộc chặt bằng những sợi xích to như cột đình, hai đầu xích nối thẳng lên hai đỉnh núi. Đã có khá nhiều học viên của học viện tập trung trên núi. Tô Nguyên nhìn đài đá nằm trong mây, nói, đệ tử đứng đầu nội viện sẽ xuất hiện, sau đó sẽ khiêu chiến ngươi. Diệp Quân gật đầu, được. Sau đó hắn nhìn thấy một người thanh niên rẽ mây mà ra, xuất hiện trên đài đá. Người này mặc trang phục trắng muốt không nhiễm bụi trần, tay cầm trường thương. Tỏa ra thương thế bén ngót ngay cả Diệp Quân đang đứng cách cả vạn trượng cũng cảm nhận được. Người này là Thương Tu. Đã đạt đến cảnh giới đế quân. Sau một khoảng thời gian đến đây, Diệp Quân đã phát hiện ra cường giả ở thời đại cổ này không mạnh hơn cường giả trong Tuế Nguyệt Trường Hà bao nhiêu.
nhưng cũng có thể là vì hắn chưa tiếp xúc được với những cường giả ở đỉnh cao nhất. Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng các đế quân ở Tuế Nguyệt Trường Hà mà mang sang đây thì cũng là cường giả cấp cao nhất. Sở dĩ hắn có hứng thú với số lượng và chất lượng cường giả ở thời đại cổ là vì mẹ hắn sẽ dẫn đại quân đến đây trong thời gian sắp tới, vì vậy mới muốn có cái nhìn tổng quát về tình hình sức mạnh của nơi này. Đúng lúc này, có tiếng kiếm minh lảnh lót vang vọng trong mây. Kiếm quang phá vỡ mây trời, đáp xuống trước mặt thanh niên áo trắng. Nó tản đi, để lộ bóng dáng một cô gái. Cô ta mặc váy may bằng vải bố đơn sơ, có gương mặt trong trẻo mà lạnh lùng. Diệp Quân vừa nhìn thấy đối phương thì ngẩn ra, chính là nữ kiếm tu từng giao thủ với hắn ở quá khứ tông, sau đó được tông chủ Tư Phàm Tĩnh xuất hiện cứu đi trước khi hắn kịp ra tay tiêu diệt đây mà. Không ngờ cô ta lại ở thời đại cổ, lại còn trở thành đệ tử nội viện của học viện thần. Tô Nguyên quay lại hỏi, người biết nữ kiếm tu này? Diệp Quân hơi gật đầu, từng có tiếp xúc. Tô Nguyên thu ánh mắt về, không nói gì thêm. Ông ta biết những thiên tài yêu nghiệt này có lai lịch phức tạp, đặc biệt là đệ tử thần viện, vì vậy học viện thần sẽ không đi điều tra. Căn bản là cha không ra. Lấy năm yêu nghiệt trong học viện thần ra làm ví dụ, bọn họ đã bắt tay vào âm thầm điều tra 4 người trong đó nhưng chỉ mò được đến bề mặt ngoài. Tỷ như Diệp Quân này, họ chỉ biết hắn đến từ Tuế Nguyệt Trường Hà, còn lại thì không tìm thấy gì. Bởi vì Tuế Nguyệt Trường Hà và thời đại cổ là hai thế giới tách biệt. Đúng lúc này, có tiếng nổ ầm vang phát ra từ đài đá trên không trung. Đại chiến bắt đầu rồi. Diệp Quân nhìn sang, thấy đài đá đã bị bao trùm trong kiếm quang và thương mang khi hai bên đối thủ lao vào chiến đấu kịch liệt. Hắn lại phát hiện ra tu vi kiếm đạo của cô gái váy vải kia đã tăng lên rất nhiều. Thế là hắn hỏi, trưởng lão nghi ai sẽ thắng? Tô Nguyên liếc nhìn hai người kia, hỏi ngược lại, người nghĩ là ai? Diệp Quân cười, rồi sẽ biết, nhưng ta thắc mắc một điều. Sức mạnh và thiên phú của hai người này đều nằm ở cấp cao nhất, vì sao không vào thần viện luôn? Tô Nguyên, chưa đủ. Diệp Quân càng tò mò, nhưng ta thì đủ. Tô Nguyên, người có 3 loại huyết mạch và thể chất đặc biệt. Diệp Quân rơi vào im lặng. Thật ra việc học viện thần biết hắn có nhiều huyết mạch và thể chất đặc biệt cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Phải nói nếu họ không tra ra được thì mới là bất ngờ. Tô Nguyên lại nói, chúng ta cũng tò mò về khả năng chiến đấu của ngươi. Diệp Quân cười, là nghi ngờ chứ hả? Tô Nguyên gật đầu, có một chút. Diệp Quân bật cười. Một luồng kiếm quang bùng nổ từ trên đài đá. Kiếm khí kéo dài nghìn trượng chém thẳng xuống, đánh bay người thanh niên đi cả nghìn trượng, mạnh đến nỗi khiến biển mây xung quanh quay cuồng trông đến là đáng sợ. Nếu không nhờ có trận pháp quanh đài đá, e rằng đòn tấn công của hai người này đã bổ đôi cả đất trời rồi. Người thanh niên vừa dừng lại thì đã thấy một thanh kiếm lao tới như sấm giật. Hắn ta nheo mắt, xoay nhẹ cổ tay vung thương về trước như con rồng tung mình khỏi biển, mang theo thương thế hùng hậu chặn đứng kiếm thế. Duỳnh! Hai món vũ khí vừa tiếp xúc với nhau đã khiến đài đá run lên bần bật, biển mây như bị thủy triều đánh giạt đi tới vạn trượng. Đất trời trong vắt, những người khác không dám thở mạnh dù chỉ một hơi. Cô gái váy bố gác thanh kiếm lên ngang cổ người thanh niên áo trắng, cơ thể không ngừng tản ra kiếm ý mạnh mẽ, nhưng kiếm trong tay lại chẳng chém thêm được một tấc nào. Người thanh niên điềm tĩnh cầm thương chặn lại, thương thế ùa ra như sóng thần. Hai người rằng có quyết liệt. Bỗng cô gái váy bố thét lên một tiếng, dứt khoát thu kiếm về, xoay người một cái rồi lại bổ kiếm xuống. Hằng ha xa số kiếm quang chút xuống. Người thanh niên nheo mắt, xoay nhẹ cổ tay vung thương về trước. Lại tấn công trực diện. Bởi vì đã không còn đường lui vào lúc này. Uỳnh! Hai món vũ khí vừa tiếp xúc, thương mang và kiếm quang đã ầm ầm bùng nổ, đẩy họ lui lại thật xa. Đúng lúc này, người thanh niên áo trắng bất ngờ biến mất như một bóng ma. Một khắc sau, thanh trường thương đã xuất hiện trước mặt cô gái váy bố. Cô ta vừa định rút kiếm chống lại thì nghe thấy tiếng gầm phẫn nộ vang lên từ cây thương. Uỳnh! Cô gái váy bố như bị trọng thương, thất khiếu đổ máu, bị đánh bay đi cả nghìn trượng. Một giây sau, mũi thương đã kề sát yết hầu cô ta. Thua rồi! Bốn bề tĩnh lặng. Sau đó, Mục Vân! Hàng loạt tiếng hoan hô vang lên.
Mục Vân nhìn cô gái váy bố rồi thu thương về, hướng mắt nhìn sang phía Diệp Quân đang đứng, Mục Vân của nội viện, mong được đệ tử thần viện chỉ giáo. Giọng vang như sấm cuối chân trời. Các đệ tử khác nhìn theo ánh mắt hắn ta, trông thấy Diệp Quân. Cô gái váy bố cũng làm theo, khi thấy đó là ai thì nhíu mày thật chặt. Cô ta không ngờ rằng hắn lại xuất hiện ở nơi này, lại còn trở thành đệ tử thần viện. Đệ tử thần viện cơ đấy. Tất cả các đệ tử khác, từ ngoại viện đến nội viện đều đang đổ dồn ánh mắt vào Diệp Quân. Ai nấy đều tò mò về đệ tử thần viện. Bởi vì thần viện là một sự bí ẩn trong học viện thần, đệ tử nơi ấy cả ngày không thấy ló mặt ra, hơn nữa có tin đồn ai nấy đều tự bật hách. Tò mò muốn chết. Ngoài ra cũng có không phục. Đó là những thiên tài đứng đầu nội viện, họ không nghĩ rằng mình thua kém hơn ai, nhưng lại không thể gia nhập thần viện. Vì vậy nên từ đầu đã không phục. Đương lúc nhìn thấy Diệp Quân, vô số đệ tử nội viện gào lên đầy khiêu khích chứ không thèm che giấu. Tô Nguyên chỉ nói, lên đi. Diệp Quân hỏi, thắng hắn ta thì ta được đánh với đệ tử thần viện rồi chứ? Tô Nguyên gật đầu, ừ. Diệp Quân bật cười rồi hóa thành kiếm quang xuất hiện trước mặt Mục Vân. Hắn là kiếm tu. Mục Vân không nói gì, chỉ dương mắt lên nhìn. Hắn ta tuy không phục đệ tử thần viện nhưng sẽ không xem thường, bởi vì thần viện nhiều năm qua không hề thu nhận hạng tầm thường vào. Đồng thời, hắn ta cũng hiểu được đạo lý núi cao còn có núi cao hơn. Vì vậy hắn sẽ dùng hết sức lực để đối phó với đối thủ mạnh mẽ là Diệp Quân này. Còn Diệp Quân chỉ đang nhìn cô gái váy bố, thấy đối phương cũng đang nhìn mình. Hắn bèn nói, bọn ta sắp tỉ thí, ngươi nên đi xuống đi chứ hả? Mọi người! Cô gái váy bố lạnh lùng chừng hắn một cái rồi hóa thành kiếm quang biến mất. Diệp Quân nói với Mục Vân, đến đây. Hắn vừa dứt lời, đối phương đã nhấc chân đi tới, từng bước đều mang theo mũi thương nhọn hoắt lao về phía hắn. Thương bắn tới như sấm sét. Thoát cái đã tiếp cận Diệp Quân khi nhiều khán giả còn chưa kịp phản ứng. Tiếc rằng khi chỉ còn cách nửa tấc, một thanh kiếm đã đặt ngay trước trán Mục Vân. Là phi kiếm. Tốc độ còn nhanh hơn cây thương. Sự xuất hiện của nó khiến Mục Vân biến sắc, không dám giấu nghề nữa mà gầm lên. Một con yêu thú xuất hiện từ giữa trán hắn ta, bắt lấy thanh phi kiếm. Bản thân Diệp Quân thì đã lui lại hơn 10 trượng. Mục Vân tấn công thất bại. Diệp Quân nhìn con yêu thú, thấy nó giống vượn, hai tay lớn như cột đình, cả người đầy sát ý dữ tợn. Vượn bàn thiên, có người la lên. Yêu thú ở thời đại cổ này chia làm 9 cấp, lên trên là nhập thánh tức cấp thánh, sau đó là thần trong truyền thuyết. Cũng được gọi là thần thú. Mà con vượn bàn thiên lại thuộc về cấp bậc này. Mục Vân gào lên một tiếng, bước tới trước, trường thương trong tay dữ tợn đâm tới. Vượn bàn thiên cũng vươn tay nắm chặt lấy cán thương. Nhân thú hợp nhất. Một đòn này khiến đài đá tỉ thí bắt đầu nứt vỡ. Ngay cả trận pháp bảo vệ nó cũng không trụ nổi. Bên kia, có hai người đứng trong đám mây đang chứng kiến trận chiến. Một là nam mặc áo trắng. Một là nữ mặc váy trắng. Người đàn ông áo trắng nhíu mày nhìn thanh niên kiếm tu ở xa. Ông ấy cảm thấy người này có gì đó tương đối quen thuộc. Lại còn mang theo sự thân thiết không biết từ đâu ra. Điều này khiến ông ấy bối rối vô cùng. Người phụ nữ váy trắng thì khẽ cong môi. Người đàn ông chợt hỏi, thanh nhi cho rằng ai sẽ thắng. Người phụ nữ hỏi lại, huynh nghĩ thế nào? Người đàn ông chỉ cười không đáp, ánh mắt không rời khỏi thanh niên kiếm tu. Người phụ nữ thì khẽ liếc nhìn về chân trời rồi quay lại với người thanh niên. Ở chân trời. Có hai ông lão đang chăm chú theo dõi trận chiến trên đài đá tỉ thí, một người áo trắng, một người áo đen. Họ chính là hai vị tả hữu chủ giáo của học viện thần. Ánh mắt họ đều đang đổ dồn vào Diệp Quân. Họ cũng vô cùng tò mò về đệ tử mới gia nhập học viện, có ba loại huyết mạch đặc biệt cũng như thể chất hiếm thấy này. Tả chủ giáo đứng bên trái lên tiếng, ông nghĩ ai sẽ thắng? Hữu chủ giáo nhàn nhạt đáp, còn phải hỏi à? Tả chủ giáo cười cười. Trên đài luận võ, sau khi hợp nhất cùng con vượn, nhát thương của Mục Vân xảy ra thay đổi ngoạn mục, tỏa ra uy áp khiến trận pháp răng xung quanh cũng không chịu nổi. Nhưng đứng trước đòn tấn công khủng bố đó, Diệp Quân chỉ bình thản nhắm mắt lại. Đất trời rơi vào tĩnh lặng,
như có ai đó tắt hết âm thanh đi. Nhìn từ bên ngoài, cây thương của Mục Vân nhanh đến nỗi mắt thường không thấy được. Nhưng với Diệp Quân, nó lại chậm vô cùng, bởi vì hắn đã làm quen được với tốc độ này khi chiến đấu với chính mình. Đúng lúc này, kiếm của hắn rời vỏ. U. Theo tiếng kiếm minh kêu vang, một chấm kiếm quang chém thẳng vào mũi thương. Rắc! Mũi thương vỡ nát, Mục Vân cầm thương lui lại cả nghìn trượng. Cây thương nứt ra ngay khi hắn ta dừng lại. Bốn bể yên tĩnh. Không trụ nổi ư. Tất cả mọi người nhìn Diệp Quân đầy khó tin. Cô gái váy bố bên kia càng thêm trợn trừng khi nhận ra kiếm đạo của tên này lại tiến bộ thêm rất nhiều. Trên đám mây, tả chủ giáo thì thầm, lấy nhỏ phá lớn. Hữu chủ giáo lắc đầu, không phải trọng điểm. Tả chủ giáo nhìn sang, nghe đối phương giải thích, từ đầu đến giờ, người này vẫn luôn bình chân như vậy, tâm lặng như nước. Kiếm đạo của hắn, rất tĩnh lặng, đại đạo tối giản cũng chỉ thế này mà thôi, kiếm đạo của hắn đang ở trên đường đơn giản hóa rồi. Ở tuổi này mà có thể làm được như vậy, thật sự không đơn giản. Tả chủ giáo hạ giọng, đã cho người điều tra nhưng không được gì. Hữu chủ giáo lắc đầu, không cần thiết. Chúng ta không điều tra được những thiên tài này, càng đừng nói chi khống chế họ. Chỉ có thể cùng họ kết thiện duyên, ngoài ra đừng làm gì khác. Tả chủ giáo ngoài miệng không phản đối nhưng trong lòng cũng không đồng tình, tuy vậy cũng không mở miệng nói gì. Thiên tài yêu nghiệt đến đâu đi nữa cũng nào có thể so sánh với học viện thần. Trong khi viện trưởng của họ có thể sánh vai với thần linh, chưa kể nội tình trong học viện cũng không hề thua kém năm gia tộc hậu duệ của thần đế. Chỉ là một gã thanh niên, có là thiên tài đến mấy thì làm sao có thể chống lại học viện thần. Nhưng ông ta không mở miệng phản đối, bởi vì hữu chủ giáo là người có quyền lực lớn nhất một khi viện trưởng không có mặt. Trên đài luận võ. Sắc mặt Mục Vân đanh lại sau khi bị Diệp Quân đẩy lui, sau đó nhận ra mình vẫn đã xem thường kiếm tu thiên tài của thần viện này. Đối phương chỉ dùng một kiếm là có thể nhẹ nhàng cản lại ngón đòn hắn ta đã dốc hết toàn lực vào. Nhận thua ư? Đương nhiên là không, vì Mục Vân vẫn còn giấu bài trên tay. Hắn ta bước tới trước. Uỳnh! Một bức tượng yêu thú phóng ra từ trong cơ thể, lơ lửng sau lưng hắn ta. Là Vượn Bàn Thiên. Thân hình nó cao như quả núi nghìn trượng, hai tay như cột đình, toàn thân săn chắc vạm vỡ, ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Uy áp thú dữ tỏa ra từ người nó theo từng đợt như sóng thần khiến trời đất sôi trào. Mục Vân cầm thương đứng dưới cái bóng của Vượn Bàn Thiên, tuy nhỏ bé nhưng khí thế không hề thua kém con vượn khổng lồ. Khán giả bốn phía ngừng thở. Diệp Quân chỉ nhìn đối phương với vẻ lạnh nhạt, không chỉ trong mắt mà còn trong lòng. Bỗng giọng Ngao Thiên Thiên vang lên trong đầu hắn, ta muốn đánh cùng huynh. Thiên Thiên. Diệp Quân cười lớn, được. Bản thân hắn có thể giải quyết, nhưng hắn vẫn muốn kể vai chiến đấu cùng nàng ấy. Chỉ nghe Mục Vân gầm lên, chiến. Huynh. Con vượn Bàn Thiên đứng phía sau siết tay phải lại, gọi một cây trường thương vàng óng xuất hiện. Mục Vân khom lưng, đâm thương trong tay về phía Diệp Quân. Gần như cùng lúc. Con vượn Bàn Thiên lặp lại động tác đó. Rắc! Chiêu này vừa ra đã khiến trận pháp sắp được sửa xong lại vỡ ra, đất trời bốn phía nứt nẻ như mạng nhện. Ai nấy đều hoảng hồn. Cũng may còn có các cường giả học viện thần nhanh chóng xuất hiện chữa trị, bằng không e là cả đài đá sẽ hóa thành bột vụn dưới chiêu này. Cho dù vậy, họ vẫn cảm nhận được cảm giác áp bách đến là đáng sợ như bị trời cao đè xuống, làm họ chỉ biết tuyệt vọng khi hít thở không thông. Thấy mũi thương lao tới, Diệp Quân bước lên trước, từng bước đều tỏa ra khí tức đáng sợ. Khí tức không thuộc về nhân loại. Không phải ta khoác lác. Uỳnh! Trong tầm mắt của mọi người, một con quái vật khổng lồ bay ra từ người hắn. Là rồng. Ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt. Còn có rồng cơ à? Trên không trung, tả chủ giáo nheo mắt, khí tức này. Đã sắp vượt qua thần cảnh. Hữu chủ giáo chỉ nhíu mày quan sát, không nói gì. Trên đài đá, Diệp Quân bất ngờ phóng tít lên, cao, vung kiếm chém vào cây thương. Hắn sử dụng sức mạnh và khả năng phòng ngự của Ngao Thiên Thiên. Trận pháp xung quanh không chịu nổi nữa mà sụp đổ, hai ngọn núi hai bên cũng hóa thành bột mịn theo. Khiến tất cả mọi người hốt hoảng tháo chạy. Kiếm khí.
khán giả chỉ thấy thanh trường thương vỡ thành từng mảnh vụn, một luồng khí tức hùng hậu thổi bay Mục Vân và con vượn bàn thiên đến mấy vạn trượng. Thân thể con vượn vỡ ra từng chút sau khi dừng lại, máu phun thành vòi trông kinh hãi vô cùng. Mục Vân mặt trắng bệch như giấy, máu không ngừng trào ra từ khóe miệng. Khán giả không ai nói nên lời. Thua rồi. Thiên tài đứng đầu nội viện bại trận rồi. Các đệ tử khác của nội viện bày ra vẻ phức tạp trên mặt. Bọn họ vốn không phục kẻ được gọi là thiên tài yêu nghiệt của thần viện, vì vậy đều hy vọng Mục Vân sẽ thắng, nhưng bây giờ mới hiểu ra những người kia vốn đã mạnh hơn nội viện rồi. Trên đài tỉ thí, Diệp Quân thu kiếm về, thản nhiên nói, đa tạ. Đây chỉ là tỉ thí võ công chứ không phải chiến đấu sinh tử, hắn đương nhiên sẽ không thừa thắng xông lên, đuổi cùng giết tận. Mục Vân ở đằng xa lau vết máu bên môi, liếc nhìn Ngao Thiên Thiên một cái rồi nói, tâm phục khẩu phục. Sau đó xoay người rời đi cùng vượn bàn thiên. Chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Nhưng khán giả không ai rời khỏi chỗ. Vì sao? Vì trận tỉ thí hấp dẫn nhất sắp diễn ra rồi. Và đó là nội chiến thần viện. Có gì hấp dẫn hơn thiên tài yêu nghiệt thần viện đánh nhau sao? Sự chờ mong của họ càng lên cao sau khi chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của Diệp Quân. Hắn đã yêu nghiệt như vậy, các thiên tài thần viện khác thì sao? Liệu có ai yếu được không? Chắc chắn là không. Diệp Quân quay lại nhìn Truyền Ưng, trong lòng cũng mong muốn được gặp các thiên tài thần viện khác. Không phải để khoe khoang mà là hắn thật sự muốn chiến đấu một trận đã đời, dù sao thì kiếm đạo cũng vừa lột xác xong. Mục Vân ban nãy còn chưa đủ để hắn bung hết sức. Thấy ánh mắt của hắn, Tô Nguyên biết ngay người này đang rất háo hức được đánh nhau to. Các đệ tử học viện thần cũng đang nhìn ông ta. Tô Nguyên xuất hiện trước mặt Diệp Quân, nói chữa thương trước đi. Diệp Quân vừa định mở miệng từ chối, muốn nói trận chiến vừa rồi chẳng thấm vào đâu với hắn, thì nghe Tô Nguyên lặp lại, chữa thương trước. Hắn liếc nhìn một cái, không nhiều lời nữa mà ngồi xếp bằng khôi phục khí tức. Ngao Thiên Thiên cũng trở lại tiểu tháp. Diệp Quân hỏi, Thiên Thiên, muội đang ở cảnh giới nào rồi? Ngao Thiên Thiên, đế quân. Đế quân. Diệp Quân cười, mạnh quá. Ban nãy khi dung hợp cùng đối phương, hắn đã cảm nhận được rõ ràng sức mạnh của Ngao Thiên Thiên đáng sợ đến ngần nào. Kết hợp lại với nhau, đế quân có đứng trước mặt họ cũng chỉ như gió thoảng mây bay. Nếu dùng cả ba loại huyết mạch và ba loại kiếm kỹ. Diệp Quân lắc đầu cười, quyết định không nghĩ ngợi nữa mà chỉ muốn thầy được chân ngã để phát triển kiếm đạo thuần túy. Tuyệt chiêu bí mật đương nhiên phải có. Nhưng hắn sẽ không dùng đến trừ khi không còn cách nào khác. Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, tập trung vào chữa thương. Không bao lâu sau, hắn chậm rãi đứng dậy. Khán giả bốn phía hồi hộp trông mong. Chờ đợi thiên tài yêu nghiệt kế tiếp xuất hiện. Diệp Quân hỏi Tô Nguyên, tiền bối, đối phương chưa đến sao? Tô Nguyên cười cười, nôn nóng thế à? Diệp Quân gật đầu, phải. Tô Nguyên, người tự tin đến vậy sao? Diệp Quân nghĩ ngợi một hồi, tiền bối, không phải ta khoác lác, nhưng xét trong cùng lứa tuổi thì ta chưa thua ai bao giờ, nên hôm nay mặc kệ đối thủ là ai, ta cũng sẽ đánh cho cha mẹ nhận không ra. Tô Nguyên chỉ nói, đến rồi. Rắc, thời không cách đó không xa run lên rồi nứt đôi, để một cô gái chậm chậm bước ra. Vãi, Diệp Quân vừa nhìn thấy đó là ai thì hóa đá tại chỗ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 58.